Chương 5. Trong gác xếp. Tôi cho rằng bà Pettingill nói đặt công việc của mình xuống. Nếu bọn trẻ không xích mích hay cãi nhau thì bây giờ chúng đang làm gì nhỉ? Bà Pettingill đang ngồi trong căn phòng nhỏ ở khu nhà phía sau, căn phòng mà bà luôn ở khi đến gia đình Carr để may vá và sửa chữa quần áo trong một tuần. Bà là bà già may vá đáng yêu nhất, hài hước nhất tôi từng thấy. Khuôn mặt bà ấy tròn và bằng cách nào đó khiến bạn liên tưởng đến một quả táo nướng rất đẹp. Nó có đường chéo và được bao quanh bởi hàng nghìn nếp nhăn đáng yêu. Bà nhỏ bé và gầy guộc, đội mũ lưỡi chai và mặc áo có màu lưng của một chú chó Newfoundland bụi bặm. Mắt bà ấy mờ và đeo kính, nhưng trên hết bà ấy là một người làm việc xuất sắc. Mọi người đều thích bà Pettingill, mặc dù cô Izzy đã từng nói rằng lưỡi của bà ấy bị treo ở giữa. Cô Izzy đưa ra nhận xét này khi bà đang nóng nảy và không hề chuẩn bị sẵn sàng để Phil bước tới ngay lập tức và đề nghị bà Pettingill làm cho cháu xem ngay đi, điều mà bà bắt buộc phải làm. Trong khi những đứa trẻ còn lại xúm lại nhìn, chúng không thể thấy rằng lưỡi bà có gì khác với những cái lưỡi khác. Nhưng Philly vẫn kiên trì tìm kiếm điều gì đó gây tò mò. Bạn biết đấy, vì nó được treo theo cách kỳ lạ mà. Bất cứ nơi nào bà Pettingill đi, tất cả các loại kho báu đều đi cùng bà. Lũ trẻ thích mời bà đến vì được xem bà mở đồ đạc giống như một câu chuyện cổ tích hay rạp xiếc. Bà Pettingill rất sợ trộm, bà thức trắng đến nửa đêm để nghe ngóng chúng và không có gì trên đời này có thể thuyết phục bà đi bất cứ đâu, bỏ lại thứ gì mà bà gọi là gia tài của bà. Từ trang trọng này có nghĩa là 6 cái thìa cà phê cũ, rất mỏng, sáng và sắc bén, và một con dao cắt bơ, có tay cầm, thể hiện rằng đó là bằng chứng về lòng biết ơn vì đã cứu sống Ethuren Jobson 7 tuổi, nhân dịp cậu bé bị ốm với chứng viêm họng hạt. Bà Pettingill rất tự hào về con dao của mình. Con dao và những chiếc dĩa di chuyển trong một chiếc giỏ nhỏ treo trên cánh tay của bà ấy và không bao giờ được phép rời khỏi tầm mắt của bà, ngay cả khi gia đình mà bà ấy đang may vá cho là những người trung thực nhất trên thế giới. Sau đó, bên cạnh chiếc giỏ đựng thìa, bà Pettingill không bao giờ làm gì mà không có Tom, con mèo mai rùa của bà. Tom là một chú mèo đẹp và biết sức mạnh của mình. Nó cai trị bà Pettingill bằng một thanh sắt và luôn ngồi trên chiếc ghế bập bênh khi có một chiếc ghế ở đó. Bà Pettingill nói với mọi người rằng bà ấy có thể ngồi bất cứ đâu, nhưng Tom là người tế nhị và cần phải được làm cho thoải mái. Một cuốn kinh thánh lớn dành cho gia đình cũng luôn được mang theo, một chiếc đệm ghim merino màu nhỏ đặc biệt và một số bức tranh bóng của ông bà Pettingill và Peter Pettingill, người đã chết đuối trên biển, và những bức ảnh của bà Porter, người từng là Marcia Pettingill, chồng của bà Porter và tất cả các con của nhà Porter. Nhiều hộp và lọ nhỏ cũng được mang đến, cùng một dãy dài các lọ và các chai chứa đầy các loại trà thảo mộc và trà tự chế. Bà Pettingill không thể ngủ nếu không có chúng bên cạnh, vì như bà ấy nói, làm sao bà ấy biết rằng mình có thể không bất ngờ với một điều gì đó và chết vì thiếu một chút nhựa thơm gừng hoặc một ít bạc hà. Bọn trẻ nhà Carr luôn gây ồn ào đến mức phải có điều gì đó bất thường mới khiến bà Pettingill bỏ dở công việc như bà đã làm bây giờ và bay đến bên cửa sổ. Trên thực tế, đã có một sự huyên náo khủng khiếp, tiếng hò hét từ Dory, tiếng dậm chân và tiếng la hét chói tai vui mừng. Nhìn xuống, bà Pettingill thấy cả 6 đứa, không, 7 đứa, vì Ceci cũng đang ở đó, lao ra khỏi cánh cửa ngôi nhà gỗ. Đó không phải là một cánh cửa, mà chỉ là một mái vòm cao để mở ra và ầm ĩ lao qua sân. Cathy đi đầu, mang theo một cái chai lớn màu đen không có nút chai, trong khi những đứa trẻ khác cầm trên tay, mỗi đứa một thứ có vẻ là một cái bánh quy. Catherine Carr! Catherine Carr! Bà Pettingill hét lên, gõ thật to vào kính. Con không thấy trời đang mưa sao? Để mấy đứa em nhỏ của con đi ra ngoài bị ướt như vậy, con phải biết xấu hổ chứ.
Nhưng không ai nghe thấy bà ấy, và bọn trẻ biến mất vào trong nhà kho, nơi không thể nhìn thấy gì ngoài tiếng phấp phới của những chiếc quần tây và quần xếp nếp đi lên cái gì đó có vẻ là một cái thang xa hơn về phía sau trong nhà kho. Vì vậy, với tiếng lục cục không hài lòng, bà Pettingill ngửa đầu ra sau, đeo kính lên mũi và tiếp tục làm việc với chiếc áo len kẻ sọc alpaca của Cathy. Chiếc áo có hai vết rách ngoằn ngoèo ở giữa phía trước. Kỳ lạ thay, những chiếc váy dài của Cathy luôn bị rách chính xác ở chỗ đó. Nếu bà Pettingill có thể nhìn xa hơn một chút, bà sẽ thấy rằng đó không phải là một cái thang mà lũ trẻ đang trèo lên, mà là một cây cột gỗ cao với những chiếc đinh đóng cách nhau khoảng 1 foot. Nó đòi hỏi khá nhiều bước để có thể bước từ chiếc đinh này sang chiếc khác. Trên thực tế, những đứa trẻ nhỏ hơn hoàn toàn không thể xoay sở được nếu không có Clover và Ceci tăng lực rất mạnh từ phía dưới, trong khi Cathy đưa một cánh tay dài kéo từ bên trên. Cuối cùng thì tất cả bọn chúng đều lên được an toàn và tham gia một cuộc vui thú vị mà tôi sắp mô tả dưới đây. Hãy tưởng tượng một căn gác xếp thấp, tối tăm, không có cửa sổ và chỉ có rất ít ánh sáng lọt qua lỗ vuông trên sàn, nơi cột nhọn dẫn đến. Có một mùi nồng nặc của lõi ngô, mặc dù ngô đã bị lấy đi, rất nhiều bụi và mạng nhện ở các góc, và một số chỗ ẩm ướt trên các tấm ván do mái nhà luôn luôn bị rò rỉ một chút trong thời tiết mưa. Đây là nơi mà vì một lý do nào đó tôi chưa bao giờ có thể tìm ra, những đứa trẻ nhà Carr thích hơn bất kỳ nơi nào khác vào những ngày thứ bảy mưa, khi chúng không thể chơi ngoài trời. Cô Izzy cũng bối rối về điều này giống như tôi vậy. Khi cô còn trẻ, một thời kỳ mơ hồ, xa vời mà không đứa cháu nào của cô tin tưởng nhiều, cô chưa bao giờ có bất kỳ quan niệm kỳ lạ nào về việc chui vào những cái lỗ, xó xỉnh và những nơi lụp sụp cả. Cô Izzy rất sẵn lòng cấm chúng lên gác xếp, nhưng bác sĩ Carr đã cho phép, vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là bịa ra những câu chuyện về những đứa trẻ bị gãy xương theo nhiều cách đáng sợ, bằng cách trèo lên cột và thang. Nhưng những câu chuyện này không gây ấn tượng gì với bất kỳ đứa trẻ nào, ngoại trừ cậu bé Phil, và lũ trẻ ngoan cố vẫn tiếp tục con đường của chúng, leo lên cột nhọn của chúng bao nhiêu lần tùy thích. Có gì trong chai vậy chị? Dory hỏi ngay khi vừa đặt chân xuống gác xếp. Đừng có tham lam, Cathy nghiêm khắc đáp, khi đến lúc em sẽ biết, đó là một thứ gì đó rất ngon, chị có thể đảm bảo với em đấy. Bây giờ, cô bé tiếp tục, sau khi đã dập tắt Dory như vậy, tốt hơn hết là tất cả các em nên đưa bánh quy của mình cho chị để cất đi, nếu không chúng chắc chắn sẽ bị ăn hết trước bữa tiệc, và sau đó các em biết đấy, không có gì để làm một bữa tiệc cả. Vì vậy, tất cả bọn chúng đã trao bánh quy của mình. Dory, người đã bắt đầu hành động của mình khi lên thang, hơi miễn cưỡng, nhưng em có thói quen để ý đến Cathy quá nhiều nên không dám trái lời. Cái chai lớn được đặt trong một góc và xung quanh nó là một chồng bánh quy. Đúng vậy, Cathy tiếp tục, người lớn tuổi nhất và lớn nhất luôn dẫn đầu trong các vở kịch của chúng. Bây giờ nếu chúng ta đã ổn định và sẵn sàng bắt đầu, lễ hội có thể bắt đầu rồi. Bài mở đầu sẽ là bi kịch của Alhambra của cô Ho. Không, Clover kêu lên, đầu tiên là Pháp Sư Xanh hay Editha của Hebrides mà chị Cathy. Không phải ta đã nói với nhà ngươi sao, Cathy nói, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Ô, cái gì vậy? Tất cả những đứa trẻ còn lại đều kêu lên, vì Editha khá được các em yêu quý. Đó là một trong nhiều câu chuyện nối tiếp mà Cathy đã thường xuyên viết, kể về một quý cô, một hiệp sĩ, một phù thủy xanh và một chú chó xù tên là Bob. Nó đã diễn ra nhiều tháng rồi, đến nỗi mọi người đã quên mất phần đầu và không ai đặc biệt có hy vọng sống để có thể nghe tới phần cuối. Nhưng tin tức về số phận không đúng lúc của nó vẫn là một cú sốc. Chị sẽ nói với em, Cathy nói, sáng nay thẩm phán già Kirby gọi điện để gặp cô Izzy, khi chị đang học bài trong căn phòng nhỏ thì thấy ông ấy bước vào, kéo chiếc ghế lớn ra và ngồi xuống, và chị suýt hét lên, đừng! Tại sao? Bọn trẻ kêu lên, các em không thấy sao, chị đã nhét Editha xuống giữa ghế sau và ghế ngồi, đó là một nơi ẩn náu tuyệt đẹp, vì ghế quay về phía sau rất xa. Nhưng Editha quá béo và thẩm phán Kirby già chiếm quá nhiều chỗ đến nỗi chị sợ sẽ có rắc rối. Và chắc chắn, ngay khi ông ấy vừa mới ngồi xuống thì có tiếng giấy kêu sột soạt và ông ấy nảy người lên nói, Chúa ơi, cái gì vậy? Và rồi ông ấy bắt đầu chọc chọc và ngay khi ông ấy lôi ra cả bọc và đang đeo kính lên để xem đó là gì thì cô Izzy bước vào. Chà, tiếp theo thì sao? Lũ trẻ kêu lên cảm thấy háo hức vô cùng. Ồ, Cathy tiếp tục,
Cô Izzy cũng đeo kính vào và tròn mắt lên. Các em cũng biết đấy, cái cách mà cô ấy hay thể hiện ấy. Cô và thẩm phán đọc một chút về nó. Phần đầu tiên, các em còn nhớ chứ, khi Bob đánh cắp thuốc màu xanh và pháp sư cố gắng ném cậu ta xuống biển, các em sẽ không thể tưởng tượng nổi nghe cô Izzy đọc to Erita thì buồn cười đến thế nào. Và Cathy dùng mình khi nhớ lại nơi mà cô bé đã ở đó. Ồ, Bob, thiên thần Bob của tôi. Chị chỉ biết chui xuống gầm bàn và nhét tấm khăn trải bàn vào miệng để không hét lên ngay lập tức. Lát sau, chị thấy cô Izzy gọi đi bài, đưa cô ấy những tờ giấy và nói, đây là một đống rác mà tôi muốn bỏ ngay vào bếp lửa. Và sau đó cô ấy nói với chị rằng cô ấy nghĩ chị sẽ phải vào nhà thương điên trước khi chị 20 tuổi. Thật là tệ. Cathy giờ khóc giờ cười kết thúc. Thế là chương mới bị đốt cháy rồi, nhưng có một điều tốt. Cô ấy đã không tìm thấy bà tiên hộp đồ khô được nhét xa hơn ở trên ghế. Và bây giờ, người chủ trì nghi lễ tiếp tục. Chúng ta sẽ bắt đầu. Cô Hô xin mời đứng dậy. Cô Hô bối rối trước cái tên đẹp đẽ của mình, đứng dậy với đôi má ửng đỏ. Ngày xưa, cô đọc. Ánh trăng nằm trên hành lang của Alhambra và chàng hiệp sĩ sốt ruột sải bước dọc hành lang, nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến. Ai cơ? Mặt trăng ấy à? Clover hỏi. Không, tất nhiên là không rồi, Ceci trả lời. Một người phụ nữ mà anh ấy yêu. Đoạn thơ tiếp theo sẽ kể về cô ấy, chỉ là em đã cắt ngang chị thôi. Cô ấy đội một chiếc khăn xếp bằng bạc, có hình lưỡi liềm nạm đá quý. Khi cô ấy lẻn xuống hành lang, những chùm sáng chiếu vào nó và lấp lánh như những vì sao. Ôi, em đã đến đó à, Zuleika? Vâng, thưa ông chủ. Ngay sau đó một âm thanh như thép đập vào tai và người cha mặc áo giáp của Zuleika xông vào. Ông ta rút kiếm, người kia cũng vậy. Một lúc nữa cả hai đều chết và chết cứng dưới ánh trăng. Zuleika hét lên một tiếng lớn và lao mình vào xác của họ. Cô ấy cũng đã chết. Và thế là bi kịch Alhambra đã kết thúc. Thật là hay, Cathy nói hít một hơi dài. Chỉ là rất buồn thôi. Cậu viết những câu chuyện thật hay đấy, Ceci. Nhưng tớ ước cậu sẽ không giết người luôn. Dù sao đi nữa, tại sao ai cũng phải bị giết là thế nào? Tại sao hả, Cathy? Ceci kêu lên. Nếu không, nó đã không phải là một bi kịch. Cậu biết cái tên đó là bi kịch của Alhambra mà. Ồ thì... Cathy vội vàng nói, vì đôi môi của Ceci bắt đầu bĩu ra và khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô bé đỏ bừng lên như thể cô bé sắp khóc. Có lẽ để tất cả bọn họ chết đi thì tốt hơn, chỉ là tớ nghĩ thế, để thay đổi thôi mà, cậu biết đấy. Tớ không biết, Ceci trả lời khá an ủi, đó là trong cuộc trinh phạt Granda. Nào, phần tiếp theo, Cathy tiếp tục. Tham khảo bài báo của cô ấy và yap, một bài thơ đơn giản của Clover Carr. Tất cả bọn trẻ đều cười khúc khích, nhưng Clover vẫn bình tĩnh đứng dậy và đọc thuộc lòng những câu thơ sau. Bạn đã bao giờ biết yap, con chó nhỏ tốt nhất, nó thích ngồi lên đùi. Nó thích ngồi trên đùi hoặc sủa một con ếch, đôi mắt nó như hạt cườm, cái đuôi của nó như cây lau nhà và nó lắc lư như thể nó sẽ không bao giờ dừng lại. Lông nó mượt như lụa, sáng bóng nhất, nó luôn uống sữa và một lần ăn kem lạnh trong phòng trẻ em nên nó bị ốm. Vì vậy bài thơ của tôi đã hết, vì Yapi nó đã chết mới 2 tháng trước và chúng ta không nên hát một tại một đám tang, bạn biết đấy. Bài thơ được hoan nghênh nhiệt liệt, tất cả bọn trẻ cười, la hét và vỗ tay cho đến khi gác xếp rung lên lần nữa. Nhưng Clover vẫn giữ khuôn mặt hoàn hảo và ngồi xuống nghiêm trang như mọi khi, ngoại trừ lúm đồng tiền nhỏ li ti ở khóe miệng, lúm đồng tiền, một phần tự nhiên và một phần tôi rất tiếc phải nói rằng đó là kết quả của chiếc bút chì đầu nhọn mà Clover có thói quen tô chúng sâu mỗi ngày khi học bài. Bây giờ, Cathy nói, sau khi tiếng ồn đã lắng xuống, bây giờ là đến bài những câu thánh thư của cô Elsie và Joanna Carr. Ngẩng đầu lên, Elsie, và nói rõ ràng nhé. Ồ, Johnny, em không được cười khúc khích theo cách đó khi đến lượt của em đâu. Nhưng Johnny càng cười khúc khích trước lời kêu gọi này, hai tay bịt chặt miệng và thò ra khỏi các ngón tay. Tuy nhiên, Elsie tỏ ra nghiêm trang như một thẩm phán nhỏ và bắt đầu vẻ trịnh trọng. Một thiên thần với một thanh kiếm rực lửa đến để gửi Adam và Eva đi. Và khi họ đi qua bầu trời, họ đã nhìn vào thiên đường. Họ nghĩ về tất cả những thời gian hạnh phúc
vì các loài chim và hoa thơm, và Eva đã khóc, và Adam cũng khóc, và cả hai cùng khóc ầm ĩ. Dory cười khúc khích trước điều này, nhưng Clover trấn tĩnh và ngăn cậu bé lại. Em không được cười, cô nói, đó là vì Kinh Thánh đấy, em biết không? Bây giờ đến John, đến lượt em nào. Nhưng Johnny vẫn tiếp tục đưa tay bịt miệng, trong khi đôi vai bé nhỏ của cô bé rung lên vì cười. Cuối cùng với một sự nỗ lực to lớn, cô bé ngẩng mặt lên và nói nhanh nhất có thể, lặp đi lặp lại một cách bùng nổ. Con lừa của Balaam nhìn thấy thiên thần và dừng lại trong sợ hãi. Balaam đã không nhìn thấy thiên thần, điều đó rất kỳ lạ. Sau đó cô bé lại che mặt sau những ngón tay của mình, trong khi NC tiếp tục. Eliza bên con lạch, ông ta cho quạ ăn, lấy từ mỏ của chúng, miếng thịt và bánh mì. Tiếp đi nào, Johnny, Kathy nói, nhưng Johnny không thể ngừng lại, run rẩy và tất cả những gì họ có thể nghe thấy là những con gấu đi xuống và ăn. Những câu thơ này là một phần dự án lớn mà Clover và NC đã bận rộn trong hơn một năm. Đó là một kiểu sắp xếp lại Kinh Thánh cho tâm trí trẻ thơ, và khi nó hoàn thành, chúng có ý định xuất bản nó, đóng bìa đỏ với hình ảnh của hai nữ tác giả trên trang bìa. Thơ ca Kinh Thánh của trẻ em là tên của cuốn sách này. Cha vô cùng thích thú với những mẩu tin mà ông tình cờ nghe được, thay vào đó, ông đã đề xuất tên là cuốn sách trên giường có bánh lăn mà hay được bọn trẻ sáng tác chủ yếu trên chiếc giường này. Nhưng NC và Clover vô cùng phẫn nộ và không chịu lắng nghe ý tưởng này dù chỉ là một giây. Sau phần những câu thánh thư, đến lượt Dory. Cậu bé đã được phép chọn cho mình, điều đó thật không may vì sở thích của cậu bé rất đặc biệt, nếu không muốn nói là buồn buồn. Nhân dịp này, cậu bé đã chọn một bài thánh ca và vui vẻ bắt đầu. Hóc, một âm thanh buồn phát ra từ những ngôi mộ. Và bây giờ cậu bé bắt đầu đọc nó bằng một giọng buồn tẻ và rất nhấn mạnh, có thể nói là mím môi ở những dòng như Hoàng tử, đất sét này sẽ là giường của cậu, thay cho các tòa tháp của cậu. Những đứa trẻ lớn hơn hay lắng nghe với một kiểu kinh hãi thích thú, thay vì tận hưởng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và giúp vào nhau khi giọng nói trống rỗng của Dory vọng lại từ những góc tối của căn gác xếp. Tuy nhiên, điều đó là quá sức đối với Philly. Khi kết thúc tác phẩm, lũ trẻ thấy cậu bé đang rơi nước mắt. Em không muốn ngồi ở đây và phải nghe than vãn đâu, cậu bé thổn thức. Đấy, đúng là cái đồ hư, Kathy kêu lên, càng tức giận hơn vì cô bé ý thức được rằng bản thân đã tận hưởng điều đó. Đó là những gì em làm với những bài thánh ca kinh khủng của mình, khiến cho bọn chị sợ chết khiếp và khiến phim phải khóc đấy. Và cô ấy lắc nhẹ Dory. Cậu bé bắt đầu thút thít, và vì Phil vẫn đang thổn thức, và Johnny cũng bắt đầu nức nở vì cảm thông với những người khác, sự việc trong gác xếp dường như sẽ đi đến một kết cục buồn. Em sẽ đi mách với cô Easy là em không thích chị, Dory tuyên bố, thò một chân qua khe hở trên sàn. Không, em không được làm thế, Kathy nói, tóm lấy cậu bé. Em sẽ ở lại đây, vì bây giờ chúng ta sẽ có lễ hội. Dừng lại đi, Phil, Johnny, đừng có ngỗ ngược mà hãy đến và phát bánh quy đi. Từ lễ tạo ra hiệu ứng nhanh chóng trên tinh thần của bữa tiệc. Phil vui mừng ngay lập tức và Dory đổi ý định bỏ đi. Chiếc lọ màu đen được đặt trang trọng ở giữa và những chiếc bánh quy được trao cho Johnny lúc này đang tươi cười. Những chiếc bánh quy có viền vỏ sò và hạt thì là ba tư bên trong, rất đẹp mắt. Mỗi người được hai chiếc, trong khi món cuối kết thúc, Kathy đút tay vào túi và trong tiếng vỗ tay vang dội, Kathy đưa ra phần bổ sung tuyệt vời cho bữa tiệc là bảy thanh quế dài màu nâu. Không vui sao? Cô bé nói, hôm nay đi bài thực sự tốt bụng và để chị tự cho tay vào hộp, vì vậy chị đã chọn ra những que dài nhất trong số đó. Bây giờ, Ceci, với tư cách là bạn của chúng tớ, cậu sẽ uống ly đầu tiên trong cái chai. Thứ gì đó ngon được chứng minh là ít giấm pha nước. Thứ nước này khá ấm, nhưng bằng cách nào đó uống trên gác xếp và khi rót ra chai, nó có vị rất ngon. Bên cạnh đó, chúng không gọi nó là giấm và nước. Tất nhiên là không rồi, mỗi đứa trẻ đặt tên khác nhau cho món đồ uống của mình, như thể cái bình giống như của Signor Bliss và có thể đổ ra cả chục thứ cùng một lúc. Clover gọi phần nước được chia sẻ của cô bé là mâm xôi, Dory đặt tên cho phần của mình là nước gừng, trong khi Ceci, một người lãng mạn, nhấp ba ngụm với cái tên Hodimel, thứ mà cô bé giải thích là một thứ gì đó tuyệt vời, được làm từ sáp ong, cô bé tin là vậy. Giọt cuối cùng cũng đã cạn và mẩu quế cuối cùng cũng đã vỡ vụn, cả nhóm lại yêu cầu uống thêm với mục đích để nghe Philly lặp lại một câu nói của cậu bé.
Giọt nước nhỏ là bài thơ thú vị mà cậu bé đã đọc vào mỗi thứ bảy mà chúng có thể nhớ được. Sau đó, Cathy tuyên bố phần văn học kết thúc và tất cả bọn họ chuyển sang chơi bài cỗ xe ngựa. Mặc dù ở khoảng cách rất gần và thỉnh thoảng có tiếng va chạm từ mái nhà, nhưng nó rất thú vị, đến nỗi mỗi vị tướng kêu lên, ôi trời, hoan nghênh tiếng chuông trà. Tôi cho rằng bánh quy và giấm đã lấy đi cảm giác ngon miệng của chúng, vì không ai trong số chúng thấy đói. Và Dory đã khiến cô Izzy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn một cách chán ngắt và nói, chà, chỉ có mỗi mứt mận, bánh bông lan và bánh quy nóng, còn không muốn ăn tối đâu. Bác sĩ Carr nói, Dory sao vậy, chắc nó bị bệnh rồi. Nhưng Cathy giải thích, ôi không cha, không phải thế đâu, chỉ là chúng con đã có một bữa tiệc trên gác xếp thôi. Các con đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ? Cha hỏi, trong khi cô Izzy rên rỉ không hài lòng, và tất cả bọn trẻ đồng thanh trả lời, tuyệt vời ạ. Chương 6. Bạn thân. Cô Izzy, con có thể đề nghị cho Imogen Clark ở nhà mình cả ngày thứ bảy không ạ? Cathy nói trong một buổi chiều. Imogen Clark là ai vậy? Cô chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Cô Izzy trả lời. Ôi, bạn gái đáng yêu nhất của con, bạn ấy mới đến trường của bà Knight trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chúng con đã là những người bạn tuyệt vời nhất rồi. Và bạn ấy đẹp hoàn hảo, cô Izzy ạ. Tay bạn ấy trắng như tuyết và nhỏ nhắn. Bạn ấy có vòng eo nhỏ nhất so với bất kỳ cô gái nào trong trường, và bạn ấy thực sự rất ngọt ngào, luôn hy sinh vì người khác và không ích kỷ. Con cũng không tin rằng bạn ấy có thời gian vui vẻ ở nhà. Hãy để cho con hỏi bạn ấy nhé. Làm sao con biết bạn ấy rất ngọt ngào và biết hy sinh nếu con biết bạn ấy một thời gian ngắn như vậy? Cô Izzy hỏi với giọng không hứa hẹn gì. Ô, bạn ấy nói với con mọi thứ. Bây giờ chúng con luôn đi dạo cùng nhau vào giờ giải lao. Con biết tất cả về bạn ấy và bạn ấy thật đáng yêu. Cha bạn ấy từng rất giàu có, nhưng bây giờ họ nghèo và Imogen phải đi vá ủng của bạn ấy hai lần vào mùa đông năm ngoái. Con đoán bạn ấy là bông hoa của gia đình bạn ấy đấy. Cô không thể tưởng tượng được con yêu bạn ấy thế nào đâu. Cathy kết luận một cách tình cảm. Không, cô không thể. Cô Izzy nói, cô không bao giờ có thể hình dung ra những tình bạn đột ngột này của con, Cathy. Và cô muốn con không mời Imogen hoặc bất kể tên bạn ấy là gì cho đến khi cô có cơ hội hỏi ai đó về cô bé ấy. Cathy siết chặt tay trong tuyệt vọng. Ôi, cô Izzy! Cô bé kêu lên, Imogen biết rằng con đến để hỏi cô và bạn ấy đang đứng ở cổng nhà mình vào lúc này rồi, chờ đợi để nghe những gì cô nói. Làm ơn đi cô, chỉ một lần này thôi, con sẽ vô cùng xấu hổ nếu không mời bạn ấy vào. Chà, cô Izzy nói, cảm động trước vẻ mặt khốn khổ của Cathy. Nếu con đã bảo bạn ấy rồi, cô cho là không có ích gì khi nói không. Nhưng Cathy, hãy nhớ điều này sẽ không xảy ra lần nào nữa nghe chưa? Cô không cho phép mời các bạn gái và sau đó lại còn đến khi cô không có nhà. Cha của các con sẽ không hài lòng chút nào đâu. Ông ấy rất quan tâm đến những người mà con kết bạn. Hãy nhớ rằng bà Spencer đã trở nên như thế nào đấy. Cathy tội nghiệp, xu hướng yêu mãnh liệt những người bạn mới của cô bé luôn khiến cô bé gặp rắc rối. Kể từ khi cô bắt đầu biết đi và biết nói, những người bạn thân của Cathy đã trở thành một trong những trò cười của cả nhà. Cha đã từng đảm nhận việc giữ một danh sách về họ, nhưng số lượng ngày càng nhiều đến nỗi ông đã phải từ bỏ nó trong tuyệt vọng. Đầu tiên trong danh sách là một đứa trẻ người Ireland tên là Marian O'Reilly. Marian sống trên một khu phố mà Cathy đi qua trên đường đến trường. Đó không phải là trường của bà Knight, mà là trường ABC mà Dory và John hiện đang theo học. Marian thường làm bánh cát trước cửa nhà và Cathy lúc đó khoảng 5 tuổi thường dừng lại để giúp cô bé. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau này, chúng trở nên thân thiết đến mức Cathy quyết định nhận Marian làm con gái nhỏ của mình và nuôi dưỡng cô bé trong một góc khuất an toàn. Cô bé chỉ nói với Clover về kế hoạch này mà không nói cho ai khác. Hai đứa trẻ đầy bí mật thú vị của chúng bắt đầu để dành những mẩu bánh mì và bánh quy từ bữa ăn tối của chúng mỗi tối. Dần dần, chúng thu thập được một đống lớn vỏ bánh khô và các loại đồ ăn nhẹ rồi cất an toàn trên gác xếp. Chúng cũng để dành những quả táo được cho trong 2 tuần và dọn một chiếc giường cho một chiếc hộp lớn trống rỗng với chăn bông và những chiếc gối của búp bê ra khỏi căn phòng dành cho trẻ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Cathy thông báo kế hoạch với Marian yêu dấu của mình và dễ dàng thuyết phục cô bé chạy trốn và đến sở hữu ngôi nhà mới này. Cathy nói với Clover, chúng ta sẽ không nói với cha mẹ cho đến khi con bé lớn hẳn lên, rồi chúng ta sẽ đưa con bé xuống cầu thang và họ sẽ rất ngạc nhiên.
chúng ta cũng đừng gọi em ấy là Marian nữa, cái tên này không đẹp. Chúng ta sẽ đặt cho em ấy là Susehana thay thế. Susehana Carr, hãy nhớ nhé, Marian, con không được trả lời nếu mẹ gọi con là Marian, chỉ khi mẹ gọi là Susehana, nhớ chưa? Vâng ạ, Marian trả lời rất nhu mì. Suốt một ngày, tất cả diễn ra một cách thú vị. Susehana sống trong chiếc hộp gỗ của mình, ăn tất cả táo và những chiếc bánh quy tươi ngon nhất và rất hạnh phúc. Hai đứa trẻ thay phiên nhau lẻn đi chơi với đứa bé, cái tên mà chúng gọi là Marian. Mặc dù cô bé lớn hơn Clover rất nhiều, nhưng khi màn đêm buông xuống và y tá cúi xuống Cathy và Clover bế chúng lên giường, cô bé Aurelie bắt đầu nghĩ rằng gác xếp là một nơi đáng sợ. Nhìn ra khỏi chiếc hộp của mình, cô bé có thể thấy những thứ màu đen đứng trong các góc mà cô bé không nhớ là đã từng nhìn thấy vào ban ngày. Chúng thực sự là những cái dương, chổi và chảo hâm nóng, nhưng bằng cách nào đó, trong bóng tối chúng trông khác hẳn, to lớn và khủng khiếp. Cô bé tội nghiệp Marian đã cố chịu đựng cảnh này lâu nhất có thể. Nhưng cuối cùng, khi một con chuột nhắt bắt đầu cào cào vào bức tường sát bên cạnh cô bé, sự can đảm của cô bé đã hoàn toàn biến mất và cô bé hét tướng lên. Đó là gì vậy? Bác sĩ Carr vừa bước vào và đang đi lên cầu thang hỏi. Bà Carr nói, có thể nào một trong những đứa trẻ đã ra khỏi giường và lang thang trên cầu thang trong giấc ngủ không? Không, Cathy và Clover vẫn an toàn trong phòng trẻ. Vì vậy, tiến sĩ Carr lấy một cây nến và đi nhanh nhất có thể lên gác mái, nơi những tiếng la hét ngày càng lớn. Khi ông lên đến đầu cầu thang, tiếng khóc ngừng lại. Ông nhìn quanh, lúc đầu không nhìn thấy gì, sau đó một cái đầu nhỏ xuất hiện trên mép của một chiếc hộp lớn và một giọng nói đáng thương cất lên. Mẹ Candy ơi, thực sự là con không thể ở lại lâu được hơn nữa đâu, có chuột ở trong đó. Trời ơi, con là đứa bé nào thế này? Bác sĩ kinh ngạc hỏi. Chắc chắn con là con của mẹ Cathy và mẹ Clover ạ. Nhưng con không muốn là em bé nữa đâu, con muốn về nhà và gặp mẹ con cơ. Và một lần nữa đứa bé đáng thương lại cất tiếng khóc. Tôi không nghĩ rằng tiến sĩ Carr đã từng cười ngặt nghẽo như vậy trong đời, như khi cuối cùng ông ấy hiểu ra câu chuyện và phát hiện ra rằng Cathy và Clover đã nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng ông ấy đối xử rất tử tế với Susehana tội nghiệp và bế cô bé xuống cầu thang trong tay đến phòng trẻ. Ở đó trên chiếc giường gần với những đứa trẻ khác, cô bé nhanh chóng quên đi những muộn phiền và chìm vào giấc ngủ. Các chị em rất ngạc nhiên khi thức dậy vào buổi sáng và thấy con của chúng đang ngủ bên cạnh. Nhưng niềm vui của chúng nhanh chóng biến thành nước mắt. Sau bữa sáng, bác sĩ Carr bế Marian về nhà cô bé, người đang vô cùng lo sợ về sự biến mất của cô bé, và giải thích với lũ trẻ rằng kế hoạch gác xếp phải được từ bỏ. Nhưng Marian thỉnh thoảng được phép đến chơi với chúng, nên chúng dần vượt qua nỗi buồn. Vài tháng sau, ông Aurelie rời khỏi Burnett, và đó là dấu chấm hết cho tình bạn đầu tiên của Cathy. Tiếp theo, thậm chí còn buồn cười hơn nữa, đó là một bà già da đen kỳ lạ sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ gần trường. Bà già này có tính khí rất tệ, những người hàng xóm kể những câu chuyện khủng khiếp về bà ấy, đến nỗi bọn trẻ sợ hãi khi đi ngang qua nhà bà ấy. Chúng thường rẽ ngay trước khi đến đó và băng qua bên kia đường. Chúng đi thường xuyên đến nỗi, chân chúng đã tạo thành một lối mòn trên đường cỏ. Nhưng vì một lý do nào đó, Cathy đã tìm thấy một niềm đam mê lớn trong ngôi nhà nhỏ. Cô bé thích đứng lấp ló ở cửa, luôn giữ mình trong tư thế sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, đề phòng bà già cầm cán chổi xông vào cô. Một ngày nọ, cô bé xin được một chiếc bắp cải lớn của anh Alexander và đặt nó trước cửa nhà bà. Bà già có vẻ thích nó, và sau đó Cathy luôn dừng lại để nói chuyện khi bà đi ngang qua. Cô bé thậm chí còn tiến vào gần đến mức ngồi trên bậc thềm và quan sát bà lão làm việc. Có một loại niềm vui nguy hiểm khi làm điều này, giống như ngồi trước cửa chuồng sư tử, không biết lúc nào ngài sẽ nảy ra ý định phun trào và ăn tươi nuốt sống bạn. Sau đó, Cathy phải lòng một cặp chị em song sinh, con gái của một thợ kim hoàn người Đức. Họ đã khá trưởng thành và luôn mặc những bộ váy giống hệt nhau, hầu như không ai có thể phân biệt được hai chị em họ. Họ nói rất ít tiếng Anh, và vì Cathy không biết một từ tiếng Đức nào, nên sự giao tiếp với nhau chỉ gói gọn trong nụ cười và việc tặng những bó hoa mà Cathy thường kết và tặng họ mỗi khi họ đi qua cổng. Cô bé quá xấu hổ để có thể làm điều gì đó hơn và chỉ đặt những bông hoa này vào tay họ và chạy đi. Nhưng cặp song sinh rõ ràng là rất hài lòng vì một hôm khi Clover tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé thấy họ mở cổng, buộc chặt một gói nhỏ vào bụi cây rồi nhanh chóng bước đi. Clover gọi Cathy ngay lập tức và hai đứa trẻ bay ra ngoài để xem bưu kiện là gì.
Đó là một chiếc mũ đội đầu, một chiếc mũ búp bê xinh đẹp bằng lụa màu xanh, được trang trí bằng những bông hoa giả. Trên đó được ghi một mảnh giấy với những dòng chữ này, do một bàn tay kỳ lạ của nước ngoài viết. Gửi cô bé dễ thương đã tử tế tặng hoa cho chúng tôi. Bạn nghĩ xem, liệu Cathy và Clover có hài lòng hay không? Đó là khi Cathy được 6 tuổi, tôi không thể bắt đầu kể cho bạn nghe cô bé đã có thêm bao nhiêu người bạn khác kể từ đó. Có một người đàn ông cười cho và một thuyền trưởng tàu hơi nước. Có một người đầu bếp của bà Sawyer, một bà già tốt bụng, người đã dạy cho Cathy những bài học nấu ăn và dạy cho cô làm món trứng sữa mềm và bánh bông lan. Có một người thợ làm mũ, xinh đẹp và ăn mặc sang trọng, người mà trước sự phẫn nộ tột độ của cô Izzy, Cathy vẫn khăng khăng gọi là em họ Estelle. Có một tên trộm trong nhà tù thị trấn, Cathy thường đứng dưới cửa sổ nhà tù và nói: "Cháu rất tiếc, chú thật tội nghiệp." Và "Chú có con gái giống cháu không?" Một cách đáng thương nhất. Tên trộm có một đoạn dây mà ông ta thả từ cửa sổ xuống. Cathy buộc những nụ hoa hồng và quả anh đào vào sợi dây này và tên trộm sẽ kéo chúng lên. Làm việc này thú vị đến nỗi Cathy cảm thấy buồn khi họ đưa người đàn ông này đến nhà tù tiểu bang. Sau đó là một thời gian ngắn với Cornelia Perham, một cô gái tốt bụng có cha là một người buôn bán hoa quả. Tôi e rằng việc Cathy thích mận khô và nho trắng đã góp phần vào sự thân mật này. Thật là thú vị khi đi cùng Cornelia đến cửa hàng lớn của cha cô và có cả hộp nho khô và quả sung được mở ra để cho chúng chén và được phép đi lên đi xuống trong thang máy bao nhiêu tùy thích. Nhưng trong tất cả những người quen kỳ lạ của Cathy, bà Spencer, người mà cô Izzy đã ám chỉ, là người kỳ lạ nhất. Bà Spencer là một phụ nữ bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Chồng bà là một người đàn ông đẹp trai, trông có vẻ khá xấu tính, đến từ những nơi không ai biết và thuê một ngôi nhà nhỏ ở Burnett. Ông ấy dường như không có công việc kinh doanh đặc biệt nào và thường xuyên vắng nhà. Nghe nói vợ ông bị tàn phế, người ta nhắc đến ông đều lắc đầu ngán ngẩm. Làm sao mà người đàn bà đáng thương ấy lại chỉ có một thân một mình trong nhà khi ông chồng vắng nhà? Tất nhiên Cathy còn quá nhỏ để hiểu những lời thì thầm này hoặc hiểu những lý do tại sao mọi người không có ý nghĩ tốt về ông Spencer. Chuyện tình lãng mạn sau cánh cửa đóng kín và người phụ nữ không ai nhìn thấy khiến cô bé rất thích thú. Cô bé thường dừng lại và nhìn chằm chằm vào các cửa sổ và tự hỏi chuyện gì xảy ra ở bên trong cho đến khi cuối cùng có vẻ như cô bé cần phải biết. Vì vậy, một ngày nọ, cô bé lấy một số bông hoa và Victoria, con búp bê yêu thích của cô bé, mạnh dạn tiến vào sân nhà bà Spencer. Cô bé gõ cửa trước nhưng không ai trả lời. Sau đó cô gõ thêm một lần nữa, vẫn không ai trả lời. Cô bé thử mở cửa, nó đã bị khóa. Vì vậy, cô bé cầm Victoria lên, bước vòng ra sau nhà. Khi đi ngang qua cửa hông, cô thấy cửa mở hé ra một chút. Cô bé gõ cửa lần thứ ba, không thấy ai. Cô đi vào, băng qua căn phòng nhỏ, bắt đầu gõ vào tất cả những cánh cửa bên trong. Dường như không có một người nào ở trong nhà, Cathy nhìn trộm vào bếp trước. Nó trần trụi và hoang vắng, tất cả các loại món ăn đang được bày xung quanh. Không có lửa trong bếp, phòng khách cũng không khá hơn là mấy. Đôi ủng của ông Spencer nằm giữa sàn, có một cặp kính bẩn trên bàn. Trên mặt lò sưởi là một cái đĩa có xương trên đó, bụi phủ dày trên mọi thứ và toàn bộ ngôi nhà trông như thể nó đã không có người ở trong ít nhất một năm. Cathy thử đẩy vài cánh cửa khác, tất cả đều bị khóa. Rồi cô bé đi lên cầu thang. Khi cô đứng lại ở bậc trên cùng, nắm lấy những bông hoa của mình và hơi băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo, một giọng nói yếu ớt từ phòng ngủ vang lên. Ai kìa? Đó là giọng của bà Spencer. Bà ấy đang nằm trên chiếc giường của mình, chiếc giường bị lật tung và siêu vẹo, như thể nó chưa bao giờ được dọn dẹp vào sáng hôm đó. Căn phòng cũng bừa bộn và bẩn thỉu như tất cả những phần còn lại của ngôi nhà. Khăn choàng và mũ ngủ của bà Spencer không hề sạch sẽ, nhưng khuôn mặt của bà rất dễ thương. Bà có mái tóc uốn xoăn tuyệt đẹp, xõa xuống gối. Rõ ràng là bà ấy ốm nặng, và nhìn chung Cathy cảm thấy thương bà ấy hơn bất cứ ai hết trên đời này. Cháu là ai? Cháu... bà Spencer hỏi. Cháu là con gái nhỏ của bác sĩ Carr. Cathy trả lời, đi thẳng đến bên giường. Cháu đến để mang cho bà một ít hoa ạ. Và cô bé đặt bó hoa lên trên tấm vải bẩn. Bà Spencer có vẻ thích hoa. Bà cầm chúng lên và ngửi chúng một lúc lâu mà không nói gì. Nhưng làm thế nào mà cháu vào được? Cuối cùng bà hỏi. Cửa mở ạ,
Cathy ấp úng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước sự táo bạo của mình. Và họ nói rằng bà bị ốm, vì vậy cháu nghĩ có lẽ bà muốn cháu đến gặp bà. Con là một cô bé tốt bụng, bà Spencer nói và hôn cô bé. Sau đó Cathy thường tới nhà bà Spencer mỗi ngày. Đôi khi bà Spencer đứng dậy và di chuyển yếu ớt, nhưng thường thì bà ấy ở trên giường và Cathy sẽ ngồi bên cạnh bà ấy. Ngôi nhà trông chẳng khá hơn chút nào so với ngày đầu tiên. Nhưng sau một thời gian, Cathy thường chải tóc cho bà Spencer và rửa mặt cho bà bằng một góc khăn tắm. Tôi nghĩ những chuyến viếng thăm của cô bé là niềm an ủi cho người phụ nữ tội nghiệp, người rất ốm yếu và cô đơn. Khi bà cảm thấy khá hơn, bà kể cho Cathy nghe những câu chuyện về thời bà còn là một cô bé sống ở nhà với cha mẹ. Nhưng bà không bao giờ nói về ông Spencer và Cathy chưa bao giờ gặp ông, trừ một lần khi cô sợ hãi đến nỗi trong nhiều ngày cô bé không dám đến gần ngôi nhà. Cuối cùng, Ceci báo rằng cô bé đã nhìn thấy ông ấy bước ra khỏi nhà với chiếc túi đựng thảm của mình. Vì vậy, Cathy lại mạo hiểm bước vào. Bà Spencer đã khóc khi nhìn thấy cô bé. Bà nghĩ cháu sẽ không bao giờ đến nữa, bà nói. Cathy cảm động và hãnh diện vì đã được nhớ nhung, và sau đó cô bé không bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Cô bé luôn mang theo những bông hoa đẹp nhất mà cô có thể tìm thấy, và có ai đó tặng cho cô bé một quả đào hay một chùm nho đặc biệt đẹp, cô bé sẽ để dành nó cho bà Spencer. Cô Izzy rất lo lắng về tất cả những điều này, nhưng tiến sĩ Carr sẽ không can thiệp. Ông nói đó là trường hợp mà người lớn không thể làm gì được, và nếu Cathy là niềm an ủi của người phụ nữ tội nghiệp thì ông rất vui. Cathy cũng rất vui, và những chuyến thăm cũng mang lại nhiều lợi ích cho cô bé như chúng đã làm với bà Spencer. Vì lòng thương hại mãnh liệt mà cô cảm thấy đối với người phụ nữ ốm yếu khiến cô bé trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Một hôm, như thường lệ, cô bé dừng lại trên đường từ trường về nhà. Cô thử mở cửa hông, nó đã bị khóa, cửa sau cũng đã bị khóa, tất cả rèm đều đóng chặt. Điều này rất khó hiểu. Khi cô bé đứng trong sân, một người phụ nữ thò đầu ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh. Gõ cửa cũng vô ích thôi, cô nói, mọi người đã đi hết rồi. Đi đến đâu à? Cathy hỏi. Không ai biết, người phụ nữ nói, người đàn ông trở lại vào lúc nửa đêm và sáng nay, trước khi trời sáng, ông ta đánh một chiếc xe ngựa ở cửa, đặt chiếc giường và người phụ nữ ốm yếu vào rồi lái đi rồi. Ngoài cháu ra cũng đã có người đến gõ cửa căn nhà rồi, nhưng ông Puget, ông ấy có chìa khóa và không ai vào được nếu không nhờ ông ấy. Đây là sự thật. Bà Spencer đã ra đi và Cathy không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Trong một vài ngày, người ta phát hiện ra rằng ông Spencer là một người rất xấu, đã làm tiền giả như cách gọi của những người trưởng thành. Cảnh sát đang truy tìm ông ta để tống ông ta vào tù, và đó là lý do tại sao ông ta trở về vội vã như vậy và mang theo người vợ tội nghiệp ốm yếu của mình. Cô Izzy đã khóc vì xấu hổ khi nghe điều này. Cô ấy nghĩ thật xấu hổ khi Cathy đến thăm gia đình của một kẻ làm tiền giả. Nhưng tiến sĩ Carr chỉ cười. Ông nói với cô Izzy rằng đối với bà Spencer, bà ấy rất đáng thương. Nhưng cô Izzy không thể vượt qua được sự bực tức của mình, và thỉnh thoảng khi bực tức, cô lại nhắc đến vụ việc. Mặc dù chuyện này đã xảy ra quá lâu nên hầu hết mọi người đã quên hết, và Philly và John đã dừng không chơi trò đưa ông Spencer vào tù, một trong những trò chơi yêu thích của chúng trong một thời gian dài. Cathy luôn cảm thấy tồi tệ khi cô Izzy nói xấu người bạn tội nghiệp ốm yếu của cô bé. Lúc này cô bé đã rơm rớm nước mắt khi bước ra cổng và trông rất tỉnh táo, đến nỗi Imogen Clark, người đang đứng đợi ở đó, nắm chặt tay cô bé và nói: "À, tớ hiểu rồi, bà cô quý tộc của cậu không muốn điều này." Tên thật của Imogen là Elizabeth. Cô bé là một cô gái khá xinh đẹp, với đôi môi cong, đa cảm, mái tóc nâu óng ả. Hai bên má có một lọn tóc tròn nhỏ. Người ta sẽ nghĩ những lọn tóc xoăn này phải được buộc chặt bằng keo hay đinh thiếc vì chúng không bao giờ xê dịch, dù cô bé có cười hay lắc đầu đến đâu. Imogen là một cô gái thông minh, dĩ nhiên, nhưng cô bé đã đọc quá nhiều tiểu thuyết đến nỗi não của cô ấy toàn bị đảo lộn. Một phần điều này đã khiến cô bé trở nên hấp dẫn với Cathy, người yêu thích những câu chuyện và nghĩ rằng Imogen là một nữ anh hùng lãng mạn thực sự. "Ồ không, cô ấy không phải thế," cô bé trả lời, hầu như không thể nhịn được cười trước ý tưởng cô Izzy được gọi là bà cô quý tộc. "Tớ sẽ đến," Imogen nói, ngước mắt lên đầy kịch tính.
Từ lúc này trở đi cho đến cuối tuần, bọn trẻ không nói gì khác ngoài chuyến đến chơi của Imogen và khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng sắp có. Trước bữa điểm tâm sáng thứ bảy, Cathy và Clover đang dựng một dàn măng tây xinh xắn dưới tán cây. Tất cả các đồ chơi đều đã được sắp xếp theo thứ tự. Đi bài nướng cho chúng vài chiếc bánh quế. Con mèo con có một dải ruy băng màu hồng buộc quanh cổ. Những con búp bê, bao gồm cả Piggery, được mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Khoảng 10 giờ rưỡi, Imogen đến. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, cổ thấp và tay áo ngắn, trên tóc có đeo chuỗi hạt san hô và đi dép sa tanh trắng và một đôi găng tay màu vàng. Găng tay và dép đi trong nhà trông khá bẩn và chiếc váy đã cũ kỹ, xỉn màu nhưng nhìn chung là rất lộng lẫy, đến nỗi những đứa trẻ, những người mặc quần áo để chơi trong những chiếc váy kẻ sọc và tạp dề màu trắng khá lóa mắt trước sự xuất hiện của vị khách của chúng. Ồ, Imogen, trông bạn giống như một cô gái trẻ trong truyện vậy. Cathy nói đơn giản, sau đó Imogen hất đầu và làm váy sột soạt hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó, với những bộ quần áo này, Imogen dường như đã ăn mặc rất đẹp, hoàn toàn khác với bộ đồ cô ấy mặc hàng ngày. Bạn biết một số người luôn làm như vậy khi họ ra ngoài đi thăm viếng. Bạn sẽ gần như cho rằng đây là một Imogen khác, người hầu hết thời gian chỉ ở trong nhà và được ra ngoài vào ngày Chủ nhật và các dịp trọng đại. Cô bé đi loanh quanh, nói ngọng nghịu và nhìn mình trong gương, nhìn chung là người lớn và rất thoải mái. Khi cô Izzy nói chuyện với cô bé cảm động và cư xử kỳ lạ đến nỗi Clover suýt bật cười. Và ngay cả Cathy, người không thể nhìn thấy điều gì sai trái ở những người cô bé yêu thương, cũng vui mừng dẫn Imogen vào phòng chơi. Hãy ra bến tàu nào, cô bé nói, vòng tay qua eo chiếc váy màu xanh. Một cây cung à, Imogen kêu lên, thật là ngọt ngào. Nhưng khi họ tới những cành măng tây, mặt cô bé xịu xuống. Tại sao nó không có mái nhà, hoặc tháp nhọn, hoặc đài phun nước nào, cô bé nói. Tại sao không, tất nhiên là không rồi, Clover nhìn chằm chằm nói, bọn em tự làm mà. Ồ, Imogen nói, rõ ràng là cô bé thất vọng. Cathy và Clover cảm thấy xấu hổ, nhưng vì vị khách của chúng không quan tâm đến những người gác cổng, chúng cố gắng nghĩ ra điều gì khác. Hay chúng ta đến gác xếp đi, chúng nói. Vì vậy tất cả bọn chúng cùng nhau băng qua sân. Imogen khéo léo chọn đường đi trong đôi dép sa tanh trắng, nhưng khi nhìn thấy cột nhọn, cô bé kêu lên. Ồ, không phải ở trên đó đâu, cậu ơi, không phải ở trên đó. Cô bé kêu lên, không bao giờ, tớ không bao giờ leo lên đâu. Ồ, cậu cứ thử đi, nó dễ hết mức mà. Cathy cầu xin, đi lên đi xuống nửa tá lần liên tiếp để cho thấy nó dễ dàng như thế nào. Nhưng Imogen vẫn không bị thuyết phục. Thôi, đừng hỏi tớ, cô nói một cách gượng gạo. Thần kinh của tớ sẽ không bao giờ chịu đựng một điều như vậy được. Và bên cạnh đó còn chiếc váy của tớ nữa. Điều gì khiến chị đã mặc nó vậy? Philly nói, đó là một đứa trẻ hay đặt câu hỏi. Trong khi John thì thầm với Dory, đó là một cô gái ngu ngốc thực sự. Chúng ta hãy đi đâu đó và chơi một mình thôi. Vì vậy, từng con một, những chú cá nhỏ rón rén rời đi, để lại Cathy và Clover tự chơi với vị khách. Chúng đã thử chơi búp bê, nhưng Imogen không quan tâm đến búp bê. Sau đó, chúng đề xuất ngồi xuống dưới bóng râm và viết những câu thơ, một trò chơi mà tất cả bọn họ đều thích. Nhưng Imogen nói rằng, mặc dù cô bé yêu thích thơ ca, nhưng cô không bao giờ nhớ được bài thơ nào. Vì vậy, nó cũng kết thúc bằng việc họ đi đến vườn cây ăn quả, nơi Imogen ăn rất nhiều mận và táo non, và dường như thực sự thích thú. Nhưng khi cô bé không thể ăn thêm được nữa, bữa tiệc trở nên buồn tẻ khủng khiếp. Cuối cùng Imogen nói, các bạn không bao giờ ngồi trong phòng khách à? Cái gì cơ? Clover hỏi, phòng khách ấy? Imogen nhắc lại, ồ, ý bạn ấy nói là phòng khách ấy mà, Cathy kêu lên. Không, chúng ta không ngồi ở đó trừ khi cô Izzy có khách đến uống trà. Trong đó tối và âm u lắm, cậu biết đấy, ở ngoài trời sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cậu có nghĩ vậy không? Có, cũng thỉnh thoảng, Imogen trả lời với vẻ nghi ngờ. Nhưng bây giờ tớ nghĩ vào trong đó và ngồi một lúc cũng thú vị mà. Đầu tớ nhức khi ở ngoài trời dưới cái nắng kinh khủng. Cathy không biết phải làm gì. Chúng hiếm khi vào phòng khách, nơi mà cô Izzy coi như một nơi linh thiêng. Cô trùm ghế kín bằng vải bông vì sợ bụi, không bao giờ mở mành vì sợ ruồi. Ý tưởng của những đứa trẻ với đôi ủng đầy bụi sẽ vào đó để ngồi.
Mặt khác, sự lịch sự tự nhiên của Cathy khiến cô bé khó từ chối bất cứ thứ gì mà bạn mình yêu cầu. Và bên cạnh đó, thật đáng sợ khi nghĩ rằng Imogen có thể bỏ đi và kể là Cathy không được phép ngồi trong căn phòng tốt nhất ngay cả khi bạn ấy có khách. Với một trái tim run rẩy, cô bé dẫn đường đến phòng khách. Cô bé không dám mở rèm, vì vậy căn phòng trông rất tối. Cô bé chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Imogen khi bạn ấy ngồi trên ghế sofa và Clover đang xoay người một cách khó chịu trên chiếc ghế đầu đàn dương cầm. Suốt thời gian đó, cô bé luôn lắng nghe xem cô Izzy có đến không. Và nói chung, phòng khách là một nơi ảm đạm đối với cô bé, không dễ chịu bằng nửa khu trồng cây mang tây, nơi chúng cảm thấy rất an toàn. Nhưng Imogen, người lần đầu tiên có vẻ thoải mái, bắt đầu nói. Chuyện kể của cô bé là về bản thân cô ấy, về những câu chuyện đã xảy ra với cô bé. Các cô bé nhà Carr chưa bao giờ có được những cuộc phiêu lưu xa lạ. Dần dần, Cathy và Clover trở nên thích thú đến mức họ rời khỏi chỗ ngồi của mình và cúi xuống gần chiếc ghế sofa, há hốc miệng lắng nghe những câu chuyện này. Cathy quên cả việc lắng nghe cô Izzy. Cửa phòng khách bật mở nhưng cô bé không để ý. Cô bé thậm chí còn không nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại khi bố về ăn tối. Tiến sĩ Carr dừng lại ở hành lang để liếc qua tờ báo của mình, nghe thấy có giọng nói vang lên trong phòng khách. Lần đầu, ông hầu như không lắng nghe, thì những lời này lọt vào tai ông. Ô, thật tuyệt các cô gái, tớ cho là trông tớ rất ổn vì tớ mặc toàn đồ trắng, để tóc xõa xuống và chỉ có một bông hồng, các cậu biết đấy, ở trên đầu. Và anh ấy nghiêng người về phía mình và nói với một giọng trầm trầm. Thưa cô, tôi là một vegan, nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh mê hoặc từ vẻ đẹp của cô. Cô được tự do. Tiến sĩ Carr đẩy cửa xa xa hơn một chút, không nhìn thấy gì ngoài một số bóng dáng không rõ ràng. Nhưng ông nghe thấy tiếng của Cathy với một giọng háo hức. Ô, tiếp tục kể đi cậu, điều gì xảy ra tiếp theo nào? Có ai đó ở trong phòng khách đấy. Ông hỏi cô Izzy, ông tìm thấy cô trong phòng ăn. Phòng khách ư? Cô Izzy giận dữ kêu lên, tại sao chúng nó ở đó để làm gì? Rồi ra đến cửa, bà gọi lớn, các con ở trong phòng khách làm gì vậy? Ra ngay đi, cô tưởng các con chơi ở ngoài chứ? Imogen bị đau đầu à? Cathy ấp úng, ba cô gái bước ra sảnh. Clover và Cathy trông có vẻ sợ hãi, thậm chí cả người đẹp của Brigham cũng khá thất vọng. Ồ, cô Izzy nói một cách dứt khoát, ta rất tiếc khi nghe thấy điều đó, có lẽ là cháu ốm rồi, cháu có muốn một chút long não hay bất cứ thứ gì khác không? Không, dạ không ạ, con cảm ơn ạ. Imogen ngoan ngoãn trả lời, nhưng sau đó cô bé thì thầm với Cathy. Tớ nghĩ cô của cậu không được tốt lắm, bà ấy trông giống như Jackie Ma, bà già kinh khủng mà tớ đã kể cho cậu nghe, người sống trong hang động của Brigham và nấu ăn ấy. Tớ không nghĩ rằng cậu có một chút lịch sự khi nói với tớ như vậy. Cathy vặn lại, rất tức giận với lời nói này. Ồ thôi, kệ đi bạn yêu, đừng để bụng nhé. Imogen trả lời một cách ngọt ngào. Chúng ta không thể không có những mối quan hệ không tốt đẹp được, cậu biết đấy. Chuyến thăm rõ ràng là không thành công. Cha rất lịch sự với Imogen trong bữa tối, nhưng ông ấy quan sát cô bé rất kỹ và Cathy nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hài hước trong mắt ông, điều mà cô bé không thích. Cha có đôi mắt rất tinh, chúng nhìn thấy mọi thứ và đôi khi dường như chúng nói chuyện gần như rõ ràng như cái lưỡi của ông vậy. Cathy bắt đầu cảm thấy xuống tinh thần. Sau đó, cô bé thú nhận rằng lẽ ra cô bé sẽ không bao giờ vượt qua được buổi chiều hôm ấy nếu không chạy lên cầu thang 2 hoặc 3 lần và tự an ủi mình bằng cách đọc một chút trong Rosamund. Chị không vui vì chị ấy đã về sao? Clover thì thầm khi chúng cùng nhau đứng ở cổng, nhìn Imogen đi xuống phố. Ôi Clover, sao em lại nói thế? Cathy nói nhưng cô bé đã ôm Clover rất chặt và tôi nghĩ trong lòng cô bé thấy rất vui. Chương 7. Chuyến tới thăm của chị họ Helen.
Một nhóm nữ sinh nhỏ đang cùng nhau đi bộ về nhà vào một buổi chiều tháng 7. Khi chúng đến gần cổng nhà bác sĩ khoa, Maria Fritz thốt lên khi nhìn thấy một bó hoa xinh xắn nằm ở giữa vỉa hè. Ôi trời, cô bé kêu lên, xem ai đó đã đánh rơi cái gì này, tớ sẽ lấy nó. Cô bé cúi xuống nhặt lên, nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào bó hoa, như thể bị mê hoặc, nó bắt đầu di chuyển. Maria cảm thấy bối rối và hoang mang. Bó hoa di chuyển nhanh hơn và cuối cùng biến mất dưới cánh cổng, trong khi một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên kia của hàng rào. Các cậu thấy điều đó không? Maria hét lên, những bông hoa đó tự biến mất rồi. Vớ vẩn, Cathy nói, đó là lũ trẻ ngớ ngẩn đó làm ra đấy. Sau đó mở cổng, Cathy gọi, John, Dory, hãy ra ngoài và lộ diện đi. Nhưng không ai trả lời và cũng không nhìn thấy ai. Tuy nhiên bó hoa đang nằm trên đường và nhặt nó lên. Cathy đưa cho các cô gái xem một đầu sợi chỉ dài màu đen buộc vào bó hoa. Đó là trò Johnny rất ưa thích. Cô bé nói, em ấy và Dory luôn luôn buộc những bông hoa và đặt chúng trên đường đi dạo để chọc kẹo mọi người. Đây, Maria, hãy lấy chúng đi nếu em thích. Mặc dù chị không nghĩ rằng mùi của John trong bó hoa là mùi thơm đâu. Thật tuyệt vời khi kỳ nghỉ sắp đến nhỉ? Một trong những cô gái lớn hơn nói, các em định làm gì? Nhà chị sẽ đi biển. Cha nói rằng cha sẽ đưa Susie và em đến Niagara. Maria nói, Alice Blair nói, em sẽ đi thăm cô em. Cô ấy sống ở một nơi thực sự dễ chịu ở vùng nông thôn và ở đó có một cái ao. Và Tom, đó là anh họ của em, nói rằng anh ấy sẽ dạy em chèo thuyền. Cậu sẽ làm gì hả, Cathy? Tớ cũng không biết nữa, cứ chơi thôi và chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời. Cathy đáp, ném cặp sách lên không trung và bắt lấy nó lần nữa. Nhưng những cô gái khác trông như thể họ không nghĩ chuyện này vui chút nào và họ thấy tiếc cho cô bé. Và Cathy đột nhiên cảm thấy rằng kỳ nghỉ của cô bé sẽ không dễ chịu như những kỳ nghỉ khác. Chị ước cha sẽ đưa chúng ta đến một nơi nào đó, cô bé nói với Clover khi chúng đi trên con đường trải sỏi, như tất cả những gì mà cha của các bạn khác làm ấy. Chà bận quá, Clover trả lời, nhưng em không nghĩ bất kỳ cô gái nào lại có thể có một khoảng thời gian vui vẻ như chúng ta đâu. Ellen Robbins nói rằng chị ấy sẽ trả $1,000,000 cho những người anh chị em tốt bụng như chúng mình để chơi cùng. Và chị biết đấy, Maria và Susie có khoảng thời gian tồi tệ ở nhà, mặc dù họ có đi đến nơi nào đi nữa. Bà Fish rất đặc biệt, bà ấy luôn nói đừng, và họ cũng không có sân trong nhà hay bất cứ thứ gì. Em sẽ không muốn như thế đâu. Chị cũng không muốn mà, Cathy nói, vui lên trước những lời khôn ngoan này. Ồ, thật là thú vị khi nghĩ rằng ngày mai sẽ không phải đến trường. Những kỳ nghỉ thật tuyệt vời. Và cô bé lại tung cái túi sách của mình thêm lần nữa, nhưng nó đã rơi xuống đất. Đấy, chị lại làm hỏng sách vở của mình rồi, Clover nói. Không quan trọng, chị sẽ không muốn chúng trong 8 tuần. Cathy thoải mái trả lời khi chúng chạy lên các bậc thang. Chúng xông vào cửa trước và chạy lên cầu thang hét lên. Hoan hô, kỳ nghỉ đã bắt đầu rồi. Cô Izzy ơi, kỳ nghỉ đã bắt đầu. Sau đó chúng bất chợt dừng lại. Có sự nhầm lẫn nào chăng? Âm thanh của tiếng đập bụi phát ra từ căn phòng dành cho khách. Bàn ghế ngổn ngang, một chiếc giường cũi có vẻ như đang tự đi dạo và dừng lại ngay tại đầu cầu thang, chắn ngang lối đi. Ô sao kỳ lạ vậy? Cathy nói, cố gắng vượt qua. Điều gì đang xảy ra vậy? Ô kìa, cô Izzy kìa, cô Izzy, ai đang đến đấy ạ? Cô chuyển đồ đạc ra khỏi phòng dành cho khách để làm gì ạ? Ôi trời, là các con à? Cô Izzy trả lời trông rất nóng nảy và bối rối. Thôi bây giờ các con cứ đứng đó đặt câu hỏi cũng vô ích thôi. Cô không có thời gian để trả lời đâu. Hãy để yên cho khung giường, Cathy. Nếu không con sẽ đẩy nó vào tường đấy. Đấy, cô đã bảo rồi mà. Khi Cathy đã xô đẩy nó vào tận tường, còn thật là một đứa trẻ rắc rối. Cả hai con hãy đi xuống cầu thang đi và đừng quay lại lối này cho đến sau bữa trà nhé. Cô đã cố gắng hết sức để đến lúc đó có thể xong. Chỉ cần nói cho chúng con là chuyện gì sắp xảy ra thôi mà, chúng con sẽ làm theo lời cô, lũ trẻ kêu lên. Chị họ Helen của các con sẽ đến thăm chúng ta, cô Izzy nói cộc lốc và biến vào phòng khách. Đây thực sự là một tin tức nóng hổi. Cathy và Clover chạy xuống cầu thang trong sự phấn khích tột độ và sau khi bàn bạc một chút, chúng lui về gác xếp để nói chuyện trong hòa bình và yên tĩnh.
Chị họ Helen đến, nó có vẻ kỳ lạ như thể nữ hoàng Victoria, đội vương miện vàng và tất cả đã tự mời mình dùng trà. Hoặc như thể một nhân vật nào đó trong sách Robinson Crusoe hay Amy Herbert đã lái xe đến với một chiếc dương và thông báo ý định ở lại một tuần. Vì đối với trí tưởng tượng của bọn trẻ, chị Helen cũng thú vị và phi thực tế như bất kỳ ai trong truyện cổ tích. Cô bé lọ lem hay dâu xanh hay chính là cô bé quàng khăn đỏ thân yêu. Chỉ có điều họ nghĩ về chị ấy có sự pha trộn giữa sách học ngày Chủ nhật vì chị họ Helen rất rất tốt. Không ai trong chúng đã từng nhìn thấy chị ấy. Philly nói cậu chắc chắn rằng chị ấy không có chân bởi vì chị ấy chưa bao giờ từng đi xa nhà và lúc nào cũng nằm trên ghế sofa. Nhưng những người còn lại đều biết rằng điều này là do chị Helen bị ốm. Cha luôn đến thăm chị ấy 2 lần một năm và ông thích nói chuyện với bọn trẻ về chị ấy, kể về chị ấy ngọt ngào và kiên nhẫn như thế nào và chị ấy sống trong một căn phòng đẹp ra sao. Kathy và Clover đã đóng vai chị họ Helen từ rất lâu rồi, rằng bây giờ chúng đã sợ hãi cũng như vui mừng với ý tưởng nhìn thấy người thật. Chị có cho rằng chị ấy muốn chúng mình hát những bài thánh ca cho chị ấy nghe không? Clover hỏi. Không phải lúc nào cũng vậy đâu, Kathy đáp, vì chị biết là chị ấy sẽ mệt và phải chợp mắt vào buổi chiều. Và sau đó tất nhiên chị ấy đọc kinh thánh rất nhiều. Ôi trời, chúng ta sẽ yên lặng. Chị tự hỏi chị ấy sẽ ở lại bao lâu? Chị nghĩ trông chị ấy như thế nào? Clover tiếp tục hỏi. Một cái gì đó giống như Lucy trong chuyện bà Sherwood, chị đoán vậy, với đôi mắt xanh, những lọn tóc xoăn và chiếc mũi dài thẳng, và chị ấy sẽ luôn nắm chặt tay như vậy và đeo khăn quấn có diềm xếp nếp, nằm yên trên ghế sofa và không bao giờ cười, chỉ tỏ ra kiên nhẫn. Chúng ta sẽ phải cởi ủng trong hành lang, Clover, và đi lên cầu thang bằng chân đi tất để không gây ra tiếng động trong khoảng thời gian chị ấy ở đây. Sẽ không buồn cười sao? Clover cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ nhắn tỉnh táo của cô bé sáng bừng lên khi nghĩ đến sự thay đổi này trong các bài thánh ca. Thời gian dường như rất dài cho đến chiều hôm sau khi chị họ Helen được mong đợi. Cô Izzy, người đang rất phấn khích, đã ra lệnh cho bọn trẻ về hành vi của chúng. Chúng phải làm điều này và không được làm điều kia. Dory cuối cùng tuyên bố rằng cậu ước chị họ Helen ở nhà của chị ấy. Clover và Izzy, những người đã có những suy nghĩ riêng tư khá giống nhau, rất vui khi biết rằng chị ấy đang trên đường đến Watercourt và sẽ chỉ ở lại 4 ngày. 5 giờ đã đến, cả bọn ngồi trên bậc thềm đợi xe ngựa. Cuối cùng xe ngựa đã tới, cha đã ở trong xe, cha ra hiệu cho bọn trẻ dừng lại. Sau đó cha giúp đỡ một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, cô Izzy nói với chúng đây là y tá của chị họ Helen và sau đó rất cẩn thận bế chị họ Helen trên tay và đưa chị vào. Ôi những chú gà con, đó là những từ đầu tiên bọn trẻ nghe thấy bằng một giọng vui vẻ dễ chịu. Chú cho con xuống chỗ nào đi, con muốn gặp các em quá. Vì vậy, cha đặt chị Helen trên ghế sofa ở sảnh. Cô y tá lấy một chiếc gối và khi chị đã cảm thấy thoải mái, bác sĩ Carr gọi những đứa trẻ lại. Chị họ Helen muốn gặp các con này, cha nói. Thật vậy, một giọng nói tươi sáng cất lên. Vậy đây là Kathy sao? Ôi, thật là một Kathy cao tuyệt vời. Và đây là Clover, chị hôn cô bé. Và Elsie nhỏ bé thân yêu này. Tất cả các em trông chân thật quá, cứ như thể chị đã gặp các em trước đây vậy. Và chị ấy ôm chầm lấy chúng, không phải tỏ ra lịch sự vì thích họ, vì là họ hàng, mà như thể chị ấy đã yêu chúng và muốn ở với chúng suốt đời. Có điều gì trên khuôn mặt và phong thái của chị Helen khiến bọn trẻ ngay lập tức cảm thấy thích thú với chị. Ngay cả phí Philly, người đã lùi lại với hai tay để ra sau, sau khi nhìn chằm chằm chăm chú trong 1 hoặc 2 phút, cũng lao vào kiểu vội vã để được chia sẻ nụ hôn của mình. Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên của Kathy là thất vọng. Chị họ Helen không hề giống Lucy trong câu chuyện của bà Sherwood. Mũi của chị hếch lên ít nhất trên thế giới. Chị ấy có mái tóc nâu không xoăn, làn da nâu và đôi mắt sáng lấp lánh khi chị ấy cười hoặc nói. Khuôn mặt chị ấy gầy gò, nhưng ngoại trừ điều đó, bạn sẽ không thể đoán được chị ấy đang bị bệnh. Chị ấy không khoanh tay và chị ấy trông cũng không kiên nhẫn, nhưng hoàn toàn vui vẻ và rất vui vẻ. Chiếc váy của chị ấy không phải là khăn quấn diềm xếp nếp, mà là một loại đồ du lịch rộng rãi bằng chất liệu màu xám xinh xắn với một chiếc nơ màu hồng, vòng tay và một chiếc mũ tròn trang trí bằng lông vũ màu xám.
Tất cả những giấc mơ của Kathy về thánh không hợp lệ dường như chắp cánh bay đi. Nhưng càng nhìn chị họ Helen, cô bé càng có vẻ thích chị ấy hơn và cảm thấy như thể chị ấy tốt hơn con người tưởng tượng mà cô bé và Clover đã nghĩ ra. Chị ấy trông cũng giống như những người khác thôi, phải không? Stacy thì thầm, nhìn trộm người chị mới đến. Ừ, Kathy trả lời một cách nghi ngờ, chị đẹp hơn rất rất nhiều. Từng bước, cha bế chị Helen lên cầu thang. Tất cả bọn trẻ cũng muốn đi, nhưng cha nói với chúng rằng chị mệt và cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy chúng đã đi ra ngoài cửa để chơi cho đến lúc uống trà. Ô, để con bưng khay lên cho. Kathy kêu lên bên bàn trà khi cô bé nhìn thấy cô Izzy chuẩn bị bữa tối cho chị họ Helen. Thật là một bữa tối tuyệt đẹp, gà nguội, quả mâm xôi và kem, và trà đựng trong một chiếc cốc sứ màu trắng hồng xinh xắn, và chiếc khăn ăn trắng như tuyết mà cô Izzy trải trên khay. Thôi thôi, cô Izzy nói, còn lại đánh rơi đồ ăn thôi. Nhưng đôi mắt của Kathy van nài mãnh liệt đến nỗi, tiến sĩ gà nói, thôi được, em cứ để cho con bé làm Izzy, anh thấy thích các cô bé làm được những việc có ích. Vì vậy, Kathy tự hào về nhiệm vụ, đã lấy khay và cẩn thận bưng nó qua sảnh. Trên bàn có một lọ hoa, khi đi ngang qua, cô bé nảy ra một ý tưởng sáng suốt. Cô bé đặt khay xuống, chọn một bông hồng đặt trên khăn ăn bên cạnh đĩa mâm xôi đỏ. Trông nó rất đẹp và Kathy mỉm cười thích thú. Con dừng lại làm gì thế? Cô Izzy gọi vọng ra từ phòng ăn. Hãy cẩn thận đây, Kathy. Cô thực sự nghĩ rằng Bridget nên lấy cái khay thôi. Ồ không không, Kathy phản đối, con sắp lấy đến nơi rồi. Và cô bé tăng tốc phóng lên cầu thang nhanh nhất có thể. Thật là một vận tốc bất hạnh. Cô bé vừa tới cửa phòng khách thì bị vấp phải dây giày như thường lệ. Nó đang lủng lẳng, khiến cô bé bước nhầm và vấp ngã. Cô bé đã bám vào cửa để tự cứu mình. Cánh cửa bật mở và Kathy với cái khay, kem, quả mâm xôi, hoa hồng và tất cả bối rối rơi xuống thảm. Ôi trời, tôi đã nói rồi mà, cô Izzy kêu lên từ dưới cầu thang. Kathy không bao giờ quên chị họ Helen đã tốt bụng như thế nào trong dịp này. Chị đang nằm trên giường và tất nhiên là giật nảy mình khi thấy tiếng va chạm bất ngờ và ngã nhào xuống sàn nhà. Nhưng sau một cú ngã, không có gì có thể ngọt ngào hơn cách chị ấy an ủi Kathy tội nghiệp đang ngã gục và vui vẻ về vụ tai nạn đến nỗi, ngay cả cô Izzy cũng gần như quên cả mắng. Bát đĩa vỡ được chất thành đống và tấm thảm được làm sạch trở lại, trong khi cô Izzy chuẩn bị một khay khác cũng đẹp như khay đầu tiên. Xin hãy để Kathy mang nó lên ạ. Chị họ Helen cầu xin bằng giọng dễ chịu, còn chắc chắn lần này em ấy sẽ cẩn thận. Và Kathy, chị cũng muốn một bông hoa hồng khác như vậy trên khăn ăn. Chị đoán đó là em làm, phải không? Kathy đã cẩn thận. Lần này mọi việc suôn sẻ. Chiếc khay được đặt an toàn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Và Kathy ngồi nhìn chị họ Helen ăn bữa tối với một cảm giác ấm áp, yêu thương trong lòng. Tôi nghĩ rằng hiếm khi chúng ta biết ơn một người nhiều như khi họ giúp chúng ta lấy lại lòng tự trọng của chính mình. Chị họ Helen không thèm ăn lắm, mặc dù chị ấy tuyên bố mọi thứ đều rất ngon. Kathy có thể thấy rằng chị ấy đã rất mệt mỏi. Bây giờ chị ấy nói, em đập đập chiếc gối này xuống giúp chị, rồi và di chuyển chiếc gối kia một chút. Chị nghĩ rằng chị sẽ ngủ ngon. Cảm ơn em nhé, giờ thì ổn rồi. Thật tuyệt, Kathy thân yêu, em đúng là một y tá bẩm sinh. Bây giờ hãy hôn chị đi nào. Chúc ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Kathy đi xuống cầu thang rất vui vẻ. Chị họ Helen thật đáng yêu, cô bé nói với Clover. Và chị ấy mặc chiếc váy ngủ đẹp nhất, toàn đăng ten và diềm đăng ten. Nó giống như chiếc váy ngủ trong sách vậy. Không phải là xấu khi quan tâm đến quần áo khi chị bị bệnh sao? Ceci hỏi. Tớ không tin chị họ Helen có thể làm bất cứ điều gì xấu xa đâu. Tớ đã nói với mẹ rằng chị ấy đeo vòng tay, và mẹ nói rằng bà lo ngại chị họ của cậu là một người trần tục. Ceci vặn lại, mím môi. Kathy và Clover tỏ ra khá đau khổ trước ý kiến này. Chúng nói về nó trong khi chúng đang thay quần áo. Kathy nói, chị muốn hỏi chị họ Helen vào ngày mai.
Sáng hôm sau, bọn trẻ dậy rất sớm. Chúng rất vui vì đó là kỳ nghỉ. Nếu không, chúng đã buộc phải đến trường mà không được gặp chị họ Helen vì chị ấy không thức dậy sớm. Chúng trở nên mất kiên nhẫn vì sự chậm trễ này và thường xuyên lên cầu thang để nghe ngóng ở cửa và xem chị ấy có chờ mình không. Đến nỗi cuối cùng cô Izzy phải ra lệnh cho chúng đi. Kathy đã phản đối mệnh lệnh này rất nhiều lần, nhưng cô bé tự an ủi mình bằng cách đi vào vườn và hái những bông hoa đẹp nhất mà cô bé có thể tìm thấy để tặng cho chị họ Helen ngay khi cô bé nhìn thấy chị ấy. Khi cô Izzy để cô bé đi lên, chị họ Helen đang nằm trên đi văng, mặc quần áo bằng vải muslin màu xanh lam tươi mát với những dải ri băng màu xanh lam và đôi dép lê bằng đồng tinh xảo có hoa hồng ở các ngón chân. Chiếc ghế sofa đã được xoay tròn quay lưng về phía ánh sáng, có một chiếc đệm với vỏ bọc có rãnh rất đẹp mà Cathy chưa từng nhìn thấy trước đây và một số thứ khác nằm rải rác xung quanh khiến cho căn phòng có một không khí hoàn toàn khác. Tất cả ngôi nhà đều gọn gàng, nhưng không hiểu sao phòng của cô Izzy không bao giờ đẹp. Đôi mắt của trẻ con rất nhạy cảm với những điều như vậy, và Cathy lập tức thấy rằng căn phòng xanh dành cho khách chưa bao giờ trông đẹp như thế này. Chị họ Helen trông trắng bệch và mệt mỏi, nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày hôm qua. Chị ấy rất thích thú với những bông hoa mà Cathy đã tặng khá ngại ngùng. Ôi, thật đáng yêu làm sao, chị ấy nói. Em phải cho chúng vào nước ngay thôi. Cathy yêu quý, em có muốn mang chiếc bình nhỏ trên bàn và đặt nó lên chiếc ghế này bên cạnh chị không? Và hãy đổ một ít nước vào đó trước nhé. Ôi, thật là đẹp, Cathy kêu lên khi cô bé nâng chiếc cốc trắng duyên dáng đung đưa trên một giá đỡ mạ vàng. Của chị đấy à, chị Helen? Ừ, đó là chiếc bình thân thiết của chị đấy. Nó nằm trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chị ở nhà. Chị đã mang nó theo. Nhưng tại sao trông em có vẻ bối rối quá thế, Cathy? Có vẻ lạ lùng khi một chiếc bình lại nằm trong một cái dương ư? Không ạ, Cathy chậm rãi nói. Em chỉ đang nghĩ thôi. Chị Helen, có phải là thế gian tạo ra những thứ đẹp đẽ khi chị bị ốm không? Chị họ Helen cười sảng khoái. Điều gì đã đưa ý tưởng đó vào đầu em vậy? Chị ấy hỏi. Stacy đã nói như vậy với em khi nói về chiếc váy ngủ tuyệt đẹp của chị. Chị họ Helen lại cười. Chà, chị ấy nói, chị sẽ cho em biết những gì chị nghĩ, Cathy. Những thứ đẹp đẽ không khác hơn những thứ xấu xí, trừ khi chúng bị hỏng, khiến chúng vô dụng hoặc gây sự không thoải mái cho người dùng. Và bản thân bệnh tật đã là một điều khó chịu, đến nỗi nếu người bệnh không chịu đau đớn nhiều, họ sẽ sớm trở thành khó chịu cho chính họ và mọi người xung quanh sẽ đau lưng, nhức đầu và nhức mỏi toàn thân. Chị mỉm cười nói thêm, không có nguy cơ trở nên vô ích chỉ vì một chiếc áo choàng ngủ có diềm xếp nếp hoặc một chút ruy băng sáng màu đâu. Rồi chị bắt đầu cắm hoa, chạm vào từng bông một cách nhẹ nhàng, như thể chị rất yêu thích nó. Thật là một tiếng ồn kỳ lạ, chị kêu lên, đột nhiên dừng lại. Nó thật kỳ lạ, một loại âm thanh khịt mũi và khịt mũi, như thể một con hải mã hay một con ngựa biển đang đi đi lại lại trong hành lang. Cathy ra mở cửa. Hãy nhìn này, ở đó có John và Dory, mặt đỏ bừng vì dí mũi và lỗ khóa, cố gắng vô ích để xem chị họ Helen đã dậy và sẵn sàng tiếp khách chưa. Để các em ấy vào đi. Chị Helen kêu lên từ ghế sofa. Thế là chúng bước vào, chẳng bao lâu sau là Clover và Elsie. Chúng đã có một buổi sáng thật vui vẻ. Chị Helen là một thiên tài kể chuyện hoàn hảo và gợi ý những trò chơi có thể chơi trên ghế sofa của chị ấy và không gây ồn ào quá mức để chị ấy có thể chịu đựng được. Cô Izzy ghé vào thăm khoảng 11 giờ, thấy chúng đang có một khoảng thời gian vui vẻ đến nỗi gần như trước khi nhận ra cô cũng bị lôi cuốn vào trò chơi. Không ai đã từng nghe nói về một điều như vậy trước đây. Cô Izzy đang ngồi trên sàn với ba chiếc bật lửa dài cắm trên tóc, đang chơi bài Tôi là một quý cô dịu dàng, luôn luôn dịu dàng, theo cách vui nhộn nhất có thể. Những đứa trẻ bị mê hoặc bởi cảnh tượng đến nỗi chúng tham gia vào trò chơi và luôn quên mất chúng có bao nhiêu sừng. Clover nghĩ thầm rằng chị họ Helen phải là một phù thủy và cha khi về nhà vào buổi trưa cũng nói gần giống như vậy. Con đã làm gì với mọi người vậy, Helen? Cha hỏi khi mở cửa và nhìn thấy vòng tròn vui nhộn trên tấm thảm. Tóc của cô Izzy xõa xuống một nửa và Philly đang lăn qua lăn lại trong tiếng cười ngặt nghẽo. Nhưng chị họ Helen nói rằng chị ấy chẳng làm gì cả và chẳng mấy chốc cha cũng nằm trên sàn chơi nhanh như những người còn lại. Thôi, tôi phải chấm dứt chuyện này thôi. Cha kêu lên khi mọi người đã chán cười
và đầu ai nấy cũng đầy những chiếc bút lông giấy như lưng nhím. Chị họ Helen sẽ kiệt sức mất. Đi ra thôi, tất cả các con, và đừng có đến gần cánh cửa này một lần nữa cho đến khi đồng hồ điểm 4 giờ nhé. Các con có nghe thấy không? Chạy, chạy đi! Sus! Bọn trẻ vội vã chạy đi như đàn gà con, tất cả trừ Cathy. Ôi cha, con sẽ im lặng ạ, cô bé cầu xin. Con không thể ở lại cho đến khi chuông ăn tối vang lên sao? Hãy để em ấy ở lại đi ạ, chị Helen nói, nên cha nói, được rồi. Cathy ngồi trên sàn nắm tay chị họ Helen và lắng nghe chị ấy nói chuyện với cha. Điều này khiến cô thích thú, mặc dù đó là về những thứ mà những người mà cô bé không biết. Alex thế nào? Cuối cùng bác sĩ Carr hỏi. Bây giờ khá ổn rồi ạ, chị Helen trả lời với một trong những vẻ ngoài rạng rỡ nhất của cô ấy. Anh ấy đã kiệt sức và mệt mỏi vào mùa xuân và chúng con hơi lo lắng cho anh ấy. Nhưng Emma đã thuyết phục anh ấy đi nghỉ 2 tuần và anh ấy đã trở lại bình thường rồi. Con có gặp họ thường xuyên không? Hầu như ngày nào cũng vậy ạ, ngày nào cô bé Helen cũng đến dự giờ học. Con bé có xinh đẹp như ngày xưa không? Ồ vâng, xinh hơn ấy ạ, con nghĩ vậy. Cô bé ấy là sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Có cô bé ở bên con là một trong những điều tuyệt vời nhất của con. Alex cố nghĩ rằng con bé trông hơi giống con trước đây, nhưng đó là một lời khen quá tuyệt vời mà con không dám nghĩ tới. Tiến sĩ Carr khom người và hôn chị họ Helen như thể cha không thể kìm được. Con yêu quý, ông nói, đó là tất cả. Nhưng có điều gì đó trong giọng điệu khiến Cathy tò mò. Cha, cô bé nói sau bữa ăn tối, Alex là ai mà cha và chị họ Helen đang nói đến ạ? Tại sao, Cathy? Điều gì khiến con muốn biết vậy? Con không thể nói chính xác được, chỉ có chị họ Helen trông như vậy. Và cha đã hôn chị ấy, và con nghĩ đó là một điều rất thú vị. Đúng vậy, bác sĩ Carr nói, kéo cô bé ngồi lên đầu gối của mình. Cha muốn nói với con về điều đó, Cathy, bởi vì con đủ lớn để thấy nó đẹp như thế nào và đủ khôn ngoan. Cha hy vọng để không huyên thuyên hay đặt câu hỏi. Alex là tên của một người trước đây, khi chị họ Helen còn khỏe mạnh, chị ấy đã yêu và mong muốn kết hôn. Ồ, thế tại sao chị ấy lại không làm vậy ạ? Cathy kêu lên, tiến sĩ Carr tiếp tục. Chị ấy đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Trong một thời gian dài, họ nghĩ rằng chị ấy sẽ chết. Sau đó, chị ấy dần dần khỏe lại. Và các bác sĩ nói với chị ấy rằng chị ấy có thể sống được nhiều năm nữa. Nhưng chị ấy sẽ phải luôn nằm trên ghế sofa. Alex cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghe thấy điều này. Anh ấy vẫn muốn cưới chị Helen, trở thành y tá của chị ấy và luôn chăm sóc cho chị ấy. Nhưng chị ấy không đồng ý. Chị ấy hủy hôn ước và nói với anh ấy rằng một ngày nào đó, chị ấy hy vọng Alex sẽ yêu một người khác đủ tốt để kết hôn. Vì vậy, sau nhiều năm, anh ấy đã yêu và bây giờ anh ấy và vợ sống bên cạnh chị họ Helen và là bạn thân nhất của chị ấy. Cô con gái nhỏ của họ tên là Helen. Tất cả các kế hoạch của họ đều đã được bàn bạc với chị ấy và không có ai trên thế giới mà họ nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng chẳng phải chị Helen cảm thấy tồi tệ sao khi thấy họ đi lại vui vẻ, còn chị ấy thì không cử động được? Cathy hỏi. Không, bác sĩ Carr nói, không đâu, vì Helen đã là một nửa thiên thần rồi và yêu người khác hơn chính bản thân mình. Cha rất vui vì chị ấy có thể đến đây một lần. Chị ấy là tấm gương cho tất cả chúng ta, Cathy, và cha không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn là để các cô gái nhỏ của cha học tập những điều tốt đẹp của chị ấy. Bệnh tật hẳn là khủng khiếp lắm, Cathy độc thoại sau khi cha đi vắng. Sẽ thế nào nếu mình phải nằm trên giường cả tuần? Mình sẽ chết mất, mình biết mình sẽ như vậy thôi. Cathy tội nghiệp, đối với cô bé cũng như hầu hết những người trẻ tuổi, dường như không có gì trên đời dễ dàng như cái chết, ngay khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Cuộc trò chuyện này với cha khiến chị họ Helen trở nên thú vị gấp đôi trong mắt Cathy. Giống y như trong sách vậy, được ở cùng nhà với nữ chính của một câu chuyện tình buồn và ngọt ngào. Buổi chiều hôm đó bị gián đoạn nhiều lần, cứ vài phút lại có người chạy vào xem đã tới 4 giờ chưa. Vừa đến giờ, cả 6 đứa trẻ phi nước đại lên cầu thang. Chị nghĩ lần này chúng ta sẽ kể chuyện, chị họ Helen nói. Thế là họ kể chuyện. Chị họ Helen kể tốt nhất trong tất cả.
Có một trong số câu chuyện kể về một tên cướp, điều này khiến chúng cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tất cả trừ Philly. Cậu bé rất phấn khích, đến nỗi cậu trở nên rất hiếu chiến. Em không sợ bọn cướp, cậu tuyên bố, khệnh khạng đi tới đi lui. Khi chúng đến, em sẽ chém chúng làm đôi bằng thanh kiếm mà cha đã cho em. Chúng đã đến một lần, em đã chém chúng làm hai, ba, năm, mười một tên, rồi các anh chị sẽ thấy. Nhưng vào buổi tối hôm đó, sau khi những đứa trẻ nhỏ hơn đã đi ngủ, Cathy và Clover đang ngồi trong phòng xanh. Một tiếng hú thảm thiết vang lên từ phòng trẻ. Clover chạy đến xem có chuyện gì. Và kia, Phil đang ngồi trên giường và kêu cứu. Có bọn cướp ở dưới gầm giường. Cậu thổn thức, chưa bao giờ có nhiều tên cướp như vậy. Sao thế, Philly? Clover nói, nhìn trộm xuống dưới gầm giường để thỏa mãn cậu bé. Làm gì có ai ở đó đâu. Có, em nói với chị là có mà. Phil tuyên bố ôm chặt lấy Clover. Em đã nghe thấy một tên, người đó đang nhai cao su Ấn Độ của em. Ôi, thằng bé đáng thương, chị họ Helen nói khi Clover sau khi trấn an Phil quay lại báo cáo. Đó là một lời cảnh báo không nên kể những câu chuyện về tên cướp. Những câu chuyện này đã kết thúc quá tốt đẹp, đến nỗi chị không nghĩ có ai lại sợ hãi như vậy. Sau chuyện này, cô Izzy có đưa ra các quy định về việc vào phòng xanh cũng vô ích. Cô đã ra lệnh cho lũ ruồi tránh xa bát đường. Bất cứ khi nào cô Izzy đi vào, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng ở đó, ngay gần chị Helen nhất có thể. Và chị họ Helen cầu xin cô ấy đừng can thiệp. Chúng con chỉ có 3-4 ngày để ở bên nhau thôi mà. Chị nói, cứ để cho các em ấy đến bao nhiêu tùy thích ạ. Điều đó sẽ không làm con đau chút nào đâu. Cô bé Izzy bám lấy người bạn mới này với một tình yêu say đắm. Chị họ Helen có đôi mắt sắc bén. Chị ấy nhìn thấy vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt của Nancy ngay lập tức và đặc biệt cố gắng tỏ ra ngọt ngào và dịu dàng với cô bé. Điều này khiến Cathy ghen tị. Cô bé không thể chịu được khi phải chia sẻ chị họ của mình với bất cứ ai. Khi buổi tối cuối cùng đến và sau bữa trà, chúng lên phòng xanh, chị họ Helen đang mở ra một chiếc hộp vừa được chuyển đến bằng tàu tốc hành. Đó là chiếc hộp đặc biệt, chị nói. Tất cả các em phải ngồi xuống thành một hàng. Và khi chị giấu tay ra sau lưng, các em lần lượt chọn bên tay nào thì mình sẽ lấy bên tay ấy nhé. Tất cả bọn chúng lần lượt chọn. Em chọn tay nào, bên phải hay bên trái? Và chị Helen với vẻ của một bà tiên thông thái lấy từ sau gối ra một thứ gì đó xinh xắn cho mỗi đứa. Đầu tiên là một chiếc bình giống hệt chiếc bình của chị ấy. Thứ mà Cathy đã vô cùng ngưỡng mộ, Cathy hét lên sung sướng khi nó được đặt vào tay cô bé. Ôi, nó đáng yêu làm sao, thật đáng yêu quá. Cô bé kêu lên, em sẽ giữ nó chừng nào em còn sống và còn thở. Nếu được thế thì đây là lần đầu tiên con giữ được bất cứ thứ gì trong một tuần mà không làm vỡ nó đấy. Cô Izzy nhận xét. Tiếp theo là một cuốn sổ bỏ túi màu tím xinh xắn cho Clover. Đó chính là điều em ấy muốn vì em đã đánh mất cuốn sổ của mình. Sau đó là một mặt dây chuyền nhỏ có nắp mở được chế tác tinh xảo trên một dải ri băng nhung mà chị họ Helen buộc quanh cổ NC. Có một màu tóc của chị ở trong đó nhé. Chị nói, sao thế NC, em yêu, có chuyện gì vậy? Đừng khóc như vậy nhé. Ôi, chị thật xinh đẹp và chị thật ngọt ngào. Elsie nức nở và chị sẽ rời xa em. Dory có một hộp domino và John có một bàn cờ. Phil được tặng một cuốn sách, lịch sử của mèo Robber. Điều đó sẽ khiến em nhớ lại đêm khi những tên trộm đến và nhai cao su Ấn Độ của em. Chị họ Helen nói với một nụ cười tinh nghịch. Tất cả bọn chúng đều cười, Phil cười to nhất. Không ai bị lãng quên, có một cuốn sổ dành cho cha và một bộ bảng bằng ngà dành cho cô Izzy. Ngay cả Ceci cũng được nhớ đến, món quà của cô bé là cuốn sách về những việc làm bằng vàng, với đủ loại câu chuyện về những chàng trai và cô gái đã làm những điều dũng cảm và tốt đẹp. Ceci quá hài lòng khi nhận được món quà này. Ôi, cảm ơn chị họ Helen! Cuối cùng cô bé nói. Ceci không phải là chị em họ, nhưng cô bé và những đứa trẻ nhà Kha có thói quen chia sẻ cô chú bác và các mối quan hệ họ hàng nói chung, cũng như những việc tốt khác của họ. Ngày hôm sau là cuộc chia tay đau buồn, tất cả những đứa trẻ đứng ở cổng, vẫy khăn tay bỏ túi khi chiếc xe ngựa chạy đi. Khi xe đã khuất hẳn, Cathy vội chạy đi để khóc một mình. Cha nói rằng cha ước tất cả chúng ta đều giống như chị họ Helen.
Cô bé nghĩ khi lau nước mắt và mình định thử, mặc dù mình không cho rằng nếu mình cố gắng 1.000 năm nữa thì mình cũng chỉ tốt bằng một nửa chị ấy thôi. Mình sẽ cố gắng học hành, giữ mọi thứ ngăn nắp và luôn tử tế với các em. Còn mình, giá cô Izzy là chị họ Helen thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao. Thôi, không bận tâm nữa, mình sẽ nghĩ về cô ấy với tất cả thời gian và mình sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chương 8. Ngày mai. Ngày mai mình sẽ bắt đầu, Cathy nghĩ khi ngủ thiếp đi đêm đó. Tất cả chúng ta đều làm như vậy thường xuyên biết bao. Và thật đáng tiếc là khi buổi sáng đến và ngày mai là ngày hôm nay, chúng ta thường thức dậy với cảm giác hoàn toàn khác, bất cần hoặc thiếu kiên nhẫn và không có một chút khuynh hướng thực hiện những điều tốt đẹp mà chúng ta đã lên kế hoạch trong đêm. Đôi khi có vẻ như thế giới này phải có những yêu tinh nhỏ độc ác, chúng bị trói cho đến khi mặt trời chiếu sáng, nhưng chúng lại chui vào phòng ngủ của chúng ta khi chúng ta đang ngủ để trêu chọc và chọc giận chúng ta. Nếu không, tại sao khi chúng ta đi ngủ một cách tốt bụng và dễ chịu, chúng ta lại thức dậy một cách cáu kỉnh như vậy? Cathy là vậy đó. Ý nghĩ buồn ngủ cuối cùng của cô ấy là ý định trở thành một thiên thần kể từ thời điểm đó và giống như chị họ Helen nhất có thể. Và khi cô bé mở mắt ra, cô bé hoàn toàn không giống ai và lại bướng bỉnh như một con gấu. Bà Mary nói rằng cô bé đã bước ra khỏi giường ở phía sai rồi. Nhân tiện tôi tự hỏi liệu có ai đủ khôn ngoan để nói cho chúng ta biết bên nào là bên sai để chúng ta luôn chọn bên còn lại không? Thật thoải mái biết bao nếu chúng ta có thể biết. Bạn biết đấy, tất cả các loại sự việc đáng tiếc dường như sẽ xảy ra để làm tăng thêm sự bực bội của chúng ta. Việc đầu tiên là Cathy sáng nay đã đập vỡ chiếc bình quý giá của cô bé, chiếc bình mà chị họ Helen đã tặng cô bé. Nó đang đứng ở trên bàn với một cụm hoa hồng đỏ nhỏ ở trên đó. Trên bàn có một chiếc kính xoay. Khi Cathy đang chải tóc, chiếc kính nghiêng một chút nên cô bé không thể nhìn thấy. Vào một thời điểm vui vẻ, việc này sẽ không làm cô bé khó chịu nhiều. Nhưng việc mất bình tĩnh ngay từ đầu đã khiến cô bé tức giận. Cô bé đẩy cái ly một cách thô bạo. Phần bên dưới vung về phía trước, có một tiếng đập vỡ và điều đầu tiên Cathy biết là những bông hồng phấn nằm vương vãi khắp sàn và món quà xinh đẹp của chị họ Helen đã bị vỡ. Cathy ngồi xuống thảm và khóc như thể chính cô bé là Phil vậy. Cô Izzy nghe thấy tiếng than thở của cô bé và bước vào. Rất đáng tiếc, cô nói, nhặt chiếc cốc vỡ lên, nhưng việc này xảy ra không lâu hơn cô mong đợi đâu, còn thật là bất cẩn. Cathy nói, bây giờ đừng có ngồi theo cái cách ngu ngốc đó nữa, hãy đứng dậy và mặc quần áo của mình, con sẽ trễ ăn sáng đấy. Có chuyện gì vậy? Cha hỏi, để ý thấy đôi mắt đỏ hoe của Cathy khi cô bé ngồi vào bàn ăn. Con đã làm vỡ chiếc bình của mình, Cathy buồn bã nói. Con đã vô cùng bất cẩn khi đặt nó ở một nơi nguy hiểm như vậy, cô Izzy nói. Con có thể đã biết rằng kính sẽ lắc lư và làm đổ nó chứ. Sau đó, khi nhìn thấy một giọt nước mắt lớn rơi xuống giữa đĩa của Cathy, cô ấy nói thêm. Thật đấy, Cathy, con đã quá lớn để cư xử như một đứa trẻ rồi. Tại sao Dory đã biết xấu hổ khi làm như vậy? Con hãy kiểm soát bản thân mình đi. Sự coi thường này đã không cải thiện tâm trạng của Cathy. Cô bé tiếp tục với bữa sáng của mình trong im lặng hờn dỗi. Tất cả các con sẽ làm gì vào ngày hôm nay nào? Bác sĩ Carr hỏi, hy vọng mọi việc sẽ vui vẻ hơn. Chơi xích đu ạ? John và Dory cùng kêu lên. Alexander đã làm cho chúng con một chiếc lều thật lộng lẫy trong nhà kho bằng gỗ. Không, các con không được chơi, cô Izzy nói với giọng khẳng định. Ghế xích đu sẽ không được sử dụng cho đến ngày mai, hiểu chưa? Hãy nhớ điều đó nhé các con. Không được dùng cho đến ngày mai. Và sau đó, chỉ khi nào ta cho phép thì các con mới được chơi. Đây là điều không khôn ngoan của cô Izzy. Cô ấy nên giải thích nhiều hơn. Sự thật là Alexander khi dựng chiếc xích đu đã làm gãy một trong những chiếc đinh ghim gắn nó vào mái nhà. Anh ấy định mua một cái mới trong ngày hôm nay và trong khi chờ đợi, anh ấy đã cảnh báo cô Kha không cho ai sử dụng xích đu vì nó thực sự không an toàn. Nếu cô ấy nói điều này với lũ trẻ thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng lý thuyết của cô Izzy là những người trẻ tuổi thì phải vâng lời những người lớn tuổi của họ mà không cần phải giải thích gì thêm. John, Elsie và Dory đều bĩu môi khi nghe mệnh lệnh này. Elsie lấy lại được sự hài hước trước tiên. Con không quan tâm đâu, cô bé nói, vì con sẽ rất bận, còn phải viết một lá thư cho chị họ Helen về một việc gì đó. Elsie không bao giờ có thể phát âm chính xác được chữ thở. Cái gì cơ? Clover hỏi.
Đôi khi, Elsie trả lời, lắc đầu một cách bí ẩn. Không ai trong số các anh chị em còn lại được biết chị họ Helen đã nói như vậy. Đó là bí mật mà chị ấy và em có. Chị không tin chị Helen nói như vậy chút nào, Cathy cáu kỉnh nói. Chị ấy sẽ không kể bí mật cho một cô bé ngốc nghếch như em đâu. Nhưng chị ấy kể với em mà, Elsie vặn lại một cách giận dữ. Chị ấy nói rằng em rất đáng để tin tưởng, như thể em đã rất lớn rồi. Và chị ấy nói em là đứa em cưng của chị ấy. Vậy đó, Cathy Carr. Thôi đừng tranh cãi nữa, cô Izzy nói. Cathy, ngăn kéo trên cùng của con bừa bộn quá rồi. Cha chưa bao giờ thấy thứ gì tệ như vậy đâu. Con hãy lên cầu thang ngay và dọn dẹp nó trước khi con làm bất cứ điều gì khác. Các con, sáng nay các con phải ở trong bóng râm nhá. Trời quá nóng để các con chạy dưới ánh mặt trời đấy. Elsie, vào bếp và nói với Debbie rằng cô muốn nói chuyện với cô ấy. Vâng ạ, Elsie nói bằng một giọng quan trọng. Và sau đó con sẽ quay lại để viết thư cho chị họ Helen. Cathy chậm rãi đi lên cầu thang, lê hết chân này đến chân kia. Đó là một ngày ấm áp, uể oải. Đầu cô bé hơi nhức, mắt cô bé cay xè và nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Mọi thứ dường như thật buồn tẻ và đáng ghét. Cô bé tự nhủ rằng cô Izzy thật không tử tế khi bắt cô bé làm việc trong kỳ nghỉ, và cô bé kéo ngăn kéo trên cùng ra với một tiếng rên rỉ. Phải thú nhận rằng cô Izzy đã đúng. Một ngăn kéo văn phòng khó có thể trông tồi tệ hơn cái này. Nó làm người ta nhớ đến một công thức làm bánh pudding của hiệp sĩ trắng. Bắt đầu bằng giấy thấm và kết thúc bằng sáp niêm phong và thuốc súng. Tất cả mọi thứ được trộn lẫn với nhau, như thể ai đó đã đặt một cây gậy dài và khuấy chúng lên. Có những cuốn sách, hộp sơn và những mảnh giấy viết nguệch ngoạc, bút chì và bút lông, những chiếc tất dài được trải ra và xoắn lại quanh những chiếc khăn tay bỏ túi, những đầu ruy băng và những chiếc cổ áo bằng vải lanh, những chiếc diềm xếp nếp, tất cả đều biến dạng, mắc kẹt dưới những thứ nặng hơn và những chiếc hộp giấy nhỏ lặt vặt nằm trống không bên trên. Những kho báu mà chúng từng giữ đã bị chui xuống đáy ngăn kéo và biến mất bên dưới những thứ nặng ở bên trên. Phải mất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để mang lại trật tự từ sự lộn xộn này. Nhưng Cathy biết rằng cô Izzy sẽ qua để kiểm tra, và cô bé không dám dừng lại cho đến khi mọi việc xong xuôi. Khi việc sắp xếp đã kết thúc, cô bé đã rất mệt mỏi. Đi xuống cầu thang, cô bé gặp Elsie đang đi tới với cái bảng trên tay. Ngay khi nhìn thấy Cathy, cô bé đã giấu nó ra sau lưng. Chị không được nhìn, cô bé nói. Đó là lá thư của em gửi cho chị họ Helen. Không ai ngoài em biết bí mật. Tất cả đã được viết sẵn rồi, và em sẽ gửi nó đến chỗ chị ấy. Xem này, còn có một con tem ở trên đó. Và cô bé chìa một góc của cái bảng ra. Chắc chắn rồi, có một con tem dán ở trên đó. Em đúng là con ngỗng nhỏ, Cathy sốt ruột nói. Em không thể gửi cái đó đến bưu điện được. Đây, đưa cho chị cái bảng. Chị sẽ sao chép những gì em đã viết lên trên giấy, và cha sẽ đưa cho em một chiếc phong bì. Không, không, Elsie kêu lên vùng vẫy. Chị không được xem. Chị sẽ thấy những gì em đã nói, và chị Helen đã nói rằng em không được nói ra. Đó là một bí mật, em đã nói rồi. Bỏ ngay cái tay ra khỏi cái bảng của em đi. Em sẽ mách với chị Helen rằng chị là một cô gái xấu tính như thế nào, và sau đó chị ấy sẽ không yêu chị một chút nào nữa. Vậy thì cầm lấy cái tấm bảng cũ của em đi, Cathy nói, đẩy em mình một cách đầy thù hận. Elsie bị trượt chân, la hét, vướng vào lan can, trượt ra khỏi lan can, lăn qua lăn lại và ngã phịch xuống sàn sảnh. Cú ngã không nặng lắm, chỉ dăm bước, nhưng cú va chạm rất mạnh và Elsie la lên như thể cô bé sắp chết. Cô Izzy và Mary vội vã chạy đến. Cathy, chị ấy đẩy con. Elsie nức nở, chị ấy muốn con nói cho chị ấy biết bí mật của con, và con sẽ không nói, chị ấy là một cô bé hư và nghịch ngợm. Chà, Katika, con phải biết xấu hổ về bản thân mình, cô Izzy nói, chọc giận đứa em gái tội nghiệp của mình. Cô nghĩ chị họ Helen của con sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Được rồi, Elsie, đừng khóc nữa con yêu, lên cầu thang với cô nào, cô sẽ đắp cho con một ít kim sa, Katy sẽ không làm đau con nữa đâu. Thế là họ đi lên cầu thang, Cathy bị bỏ lại bên dưới, cảm thấy rất đau khổ, ăn năn, thách thức, bất mãn và hờn dỗi cùng một lúc. Trong thâm tâm cô bé biết mình không cố ý làm tổn thương Elsie, nhưng hoàn toàn xấu hổ vì hành động xô đẩy đó. Nhưng lời gợi ý của cô Elsie về việc nói với chị họ Helen đã khiến cô bé quá tức giận để cho phép cô bé thú nhận điều này với chính mình hoặc bất kỳ ai khác. Mình không quan tâm,
Cô bé thì thầm, nghẹn ngào nước mắt. Dù sao thì Enzy cũng là một đứa trẻ hay khóc nhè, và cô Easy luôn bênh em ý, chỉ vì mình đã bảo con bé ngốc nghếch đừng gửi đi một tấm bảng nặng nề đến bưu điện làm gì. Cô bé đi ra sân bằng cửa hông. Khi đi ngang qua nhà kho, chiếc xích đu mới đập vào mắt cô bé. Cô Easy thật là... Cô bé nghĩ, ra lệnh cho lũ trẻ không được chơi xích đu cho đến khi cô cho phép được chơi. Mình cho rằng cô nghĩ trời quá nóng hay gì đó ấy mà. Dù sao thì mình cũng chẳng thấy mệt đâu. Cô bé ngồi vào chiếc xích đu. Đó là một chiếc xích đu hạng nhất, với một chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái và những sợi dây thừng mới chắc chắn. Ghế được treo cách sàn nhà một khoảng vừa phải. Alexander thật là một tay cừ khôi trong việc dựng xích đu, và nhà kho bằng gỗ là nơi đẹp nhất có thể để dựng xích đu. Đó là một nơi rộng lớn với một mái nhà rất cao. Lúc này không còn nhiều củi ở trong đó, và có một ít củi còn lại được xếp gọn gàng quanh hai bên nhà kho để chừa lại nhiều chỗ trống. Nơi này có cảm giác mát mẻ và tối tăm, và chuyển động của xích đu dường như khiến gió thổi qua. Nó đung đưa mái tóc của Cathy như một chiếc quạt vĩ đại, khiến cô bé mơ mộng và cảm thấy yên tĩnh quá. Tất cả các loại ý tưởng buồn ngủ bắt đầu lướt qua não cô bé. Đung đưa qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ lớn, cô bé dần dần vươn lên cao hơn và cao hơn, tự điều khiển bản thân theo chuyển động của cơ thể và dùng chân đập xuống sàn một cách khéo léo sau mỗi lần lướt. Bây giờ cô bé đã ở trên đỉnh của các cánh cửa vòm cao. Sau đó cô bé gần như có thể chạm vào xà ngang phía trên của nó, và qua ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy những chú chim bồ câu đang đậu trên mái hiên nhà kho và những đám mây trắng bay trên bầu trời xanh. Cô bé chưa bao giờ đu cao như vậy trước đây. Nó giống như đang bay vậy, cô bé nghĩ, và cô bé uốn cong người, uốn cong mạnh hơn nữa trên chiếc ghế, cố gắng đưa mình lên cao hơn nữa và sượt vào mái bằng những ngón chân của mình. Đột nhiên, ở điểm cao nhất của lần nhún ấy, có một tiếng kêu răng rắc chói tai. Chiếc xích đu quay dữ dội, xoay nửa vòng và hất tung Cathy lên không trung. Cô bé nắm chặt lấy sợi dây, cảm thấy nó bị kéo tuột khỏi tay, rồi rơi. Cô bé ngã xuống, tất cả trở nên tối tăm và cô bé không còn biết gì nữa. Khi Cathy mở mắt ra, cô bé đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng ăn. Clover đang quỳ bên cạnh chị với khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi, và cô Izzy đang nhỏ thứ gì đó lạnh và ướt lên trán Cathy. Có chuyện gì vậy à? Cathy yếu ớt nói. Ôi, chị ấy còn sống này. Và Clover quàng tay quanh cổ Cathy khóc nức nở. Xuyệt, con yêu, giọng cô Izzy nghe dịu dàng lạ thường. Con đã có một cú ngã rất tồi tệ đấy, Cathy. Con có nhớ không? Một cú lộn nhào đúng không ạ? Ồ, vâng, ngã ra khỏi xích đu, Cathy nói khi mọi thứ dần trở lại với cô bé. Dây bị đứt hả cô Izzy? Con không nhớ về nó nữa. Không, Cathy, không phải là sợi dây. Cái ghim đã bị tuột ra khỏi mái nhà. Nó bị nứt và không an toàn. Con có nhớ là cô đã dặn con hôm nay không được đu xích đu không? Con quên rồi sao? Không, cô Izzy, con không quên. Nhưng con... Nhưng đến đây thì Cathy dừng lại. Cô bé nhắm mắt lại và những giọt nước mắt lớn lăn dài dưới mi. Thôi, đừng khóc nữa, Clover thì thầm. Chính cô bé cũng đang khóc. Chị ơi, làm ơn đừng khóc, cô Izzy sẽ không mắng chị đâu. Nhưng Cathy quá yếu và run để không khóc. Con nghĩ con muốn đi lên cầu thang và nằm ở trên giường, cô bé nói. Nhưng khi Cathy cố gắng rời khỏi ghế sofa, mọi thứ như bơi trước mắt cô bé và cô bé lại ngã xuống gối. Ôi, sao thế này? Con không thể đứng dậy được. Cô bé thở hổn hển, trông rất sợ hãi. Ta e rằng con đã bị bong gân ở đâu đó rồi, cô Izzy nói, trông bà có vẻ khá sợ hãi. Con nên nằm yên một lúc con yêu, trước khi con cố cử động. À, bác sĩ đến đây rồi, cô rất vui. Và cô ấy đã tiến tới để gặp bác sĩ. Đó không phải là cha, mà là bác sĩ Alsop, người sống khá gần nhà họ. Cô Izzy nói, tôi rất nhẹ nhõm khi bác sĩ có thể đến. Anh trai tôi đã đi ra khỏi thành phố và mãi tới ngày mai mới trở về. Và một trong những cô gái nhỏ của chúng tôi lại bị ngã đau.
Bác sĩ Anshop ngồi xuống cạnh Trường Kỷ và kiểm tra mạch của Cathy. Sau đó ông bắt đầu kiểm tra khắp cơ thể cô bé. Cháu có thể di chuyển chân này không? Cathy động đậy một cách yếu ớt. Và chân bên này? Cử động yếu hơn nhiều. Điều đó có làm cho con đau không? Bác sĩ Anshop hỏi khi nhìn thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt của cô bé. Vâng, một chút ạ. Cathy đáp, cố gắng không khóc. Con đau ở lưng hả? Đau ở trên hay ở dưới? Và bác sĩ đã ấn vào cột sống của Cathy trong vài phút, khiến cô bé vặn vẹo một cách khó chịu. Tôi e rằng cô bé đã làm một trò nghịch ngợm nào đó rồi. Cuối cùng, bác sĩ nói, nhưng vẫn chưa thể nói chính xác đó là gì. Có thể chỉ là trật khớp hoặc bong gân nhẹ thôi. Ông nói thêm, nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của Cathy. Cô Kha, cô nên đưa cô bé lên cầu thang và thay quần áo cho cô ấy ngay khi có thể nhé. Tôi sẽ để lại đơn thuốc để xoa bóp cho cô bé. Và bác sĩ Anshop lấy một mẩu giấy, bắt đầu viết. Ôi, con phải đi ngủ sao? Cathy nói, con sẽ phải ở đó bao lâu hả bác sĩ? Điều đó còn phụ thuộc vào tốc độ hồi phục của cháu nữa. Bác sĩ nói, ta hy vọng là không lâu đâu, có lẽ chỉ vài ngày thôi. Vài ngày ư? Cathy nhắc lại với giọng tuyệt vọng. Sau khi bác sĩ đi rồi, cô Izzy và Dibai nhấc Cathy lên và từ từ bế cô bé lên cầu thang. Điều đó thật không dễ dàng vì mỗi cử động đều khiến cô bé đau đớn và cảm giác bất lực khiến cô bé đau đớn nhất. Cô bé đã không thể kìm được nước mắt sau khi được thay quần áo và đặt lên giường. Tất cả dường như thật đáng sợ và kỳ lạ. Giá như cha ở đây, cô bé nghĩ, nhưng bác sĩ Carr đã về miền quê để thăm một người ốm nặng và không thể trở lại cho đến ngày mai. Thật là một buổi chiều dài nhất có thể. Cô Izzy đã mang một chút thức ăn cho bữa tối, nhưng Cathy không thể ăn. Môi cô bé khô khốc và đầu cô bé đau dữ dội. Nắng bắt đầu tràn vào, căn phòng ấm dần lên. Ruồi bay vo ve trong cửa sổ và hành hạ cô bé bằng cách đậu vào mặt cô. Những cơn đau nhói chạy dọc sống lưng của cô bé. Cô bé nhắm mắt lại vì mở mắt ra rất đau và đủ loại ý nghĩ khó chịu cứ ùa về trong tâm trí cô. Có lẽ nếu lưng mình bị bong gân thật, mình sẽ phải nằm ở đây cả tuần thôi. Cô bé tự nhủ. Ôi trời, mày không thể nằm ở đây, kỳ nghỉ chỉ có 8 tuần thôi và mày đã định làm những điều yêu thích cơ mà. Làm sao người ta có thể kiên nhẫn như chị họ Helen khi họ phải nằm im vậy? Chị ấy sẽ không tiếc sao? Có thật là hôm qua chị ấy đã đi không? Có vẻ như một năm rồi, giá như mình không dính vào cái xích đu khó chịu đó. Và rồi Cathy bắt đầu tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu mình không làm thế. Và cô bé và Clover đã định đến thiên đường vào chiều hôm đó như thế nào. Bây giờ chúng có thể đã ở đó dưới những tán cây mát mẻ. Khi những suy nghĩ này lướt qua tâm trí, đầu cô bé ngày càng nóng lên và tư thế nằm trên giường của cô bé trở nên khó chịu hơn. Đột nhiên, cô bé ý thức được rằng ánh sáng chói lòa từ cửa sổ đã bị che khuất và gió dường như đang thổi qua người mình. Cô bé mở đôi mắt nặng trĩu. Những tấm rèm đã được đóng lại và cô bé Elsie đang ngồi cạnh giường quạt cho chị bằng chiếc quạt lá cọ. Em có đánh thức chị dậy không, Cathy? Cô bé hỏi chị với giọng rụt rè. Cathy nhìn em với ánh mắt giật mình, kinh ngạc. Đừng sợ, Elsie nói, em sẽ không làm phiền chị đâu. Johnny và em rất tiếc vì chị bị ốm. Và đôi môi nhỏ của em run lên. Nhưng bọn em muốn giữ im lặng thật sự, không bao giờ đập cửa phòng trẻ hay làm ầm ĩ trên cầu thang cho đến khi chị khỏe lại. Và em đã mang đến cho chị vài thứ thật tuyệt đây này. Một số là của John, một số là của em. Đó là bởi vì chị đã bị ngã khỏi xích đu, chị thấy không? Và Elsie chỉ vào chiếc ghế mà cô bé đã kéo đến gần giường. Trên đó có một dòng chữ trang trọng. Thứ nhất, một bộ ấm pha trà bằng thiếc. Thứ hai, một chiếc hộp có nắp thủy tinh, trên đó có vẽ những bông hoa. Thứ ba, một con búp bê có khớp nối. Thứ tư, một phiến đá trong suốt. Và cuối cùng, hai cây bút chì mới. Tất cả chúng là của chị đấy, chị có quyền giữ chúng. Cô bé Elsie hào phóng nói, chị cũng có thể lấy Pickery nếu chị muốn, chỉ có điều nó khá to lớn và em sợ nó sẽ cô đơn nếu không có em. Chị có thích những ngón tay không, Cathy? Chúng thực sự rất đẹp.
Đối với Cathy, dường như có một cục than nóng bỏng đang đốt cháy đỉnh đầu cô bé khi cô bé nhìn những món đồ quý giá trên ghế, rồi nhìn khuôn mặt của MC, tất cả đều ánh lên niềm hy sinh trìu mến. Cô bé cố gắng nói, nhưng thay vào đó lại bắt đầu khóc, điều đó khiến MC vô cùng sợ hãi. Chị đau lắm sao? Em hỏi, cũng khóc vì cảm thông. Ồ không, không phải thế. Cathy thổn thức, nhưng sáng nay chị đã rất tức giận với em, Elsie, và chị đã đẩy em. Xin hãy tha lỗi cho chị, hãy tha thứ cho chị nhé. Không sao mà chị, Elsie ngạc nhiên nói. Cô Izzy đã từng mở một nút chai, bôi và vết sưng biến mất. Em có nên đi và đề nghị cô ấy bôi một chút cho chị không? Em sẽ đi gọi cô nhé. Và cô bé chạy về phía cửa. Ôi không, Cathy kêu lên. Đừng đi, Elsie, hãy ở lại đây, hãy lại đây và hôn chị đi. Elsie quay lại như thể nghi ngờ liệu lời mời này có dành cho cô bé không. Cathy giang hai tay ra, Elsie lao ngay vào chị. Chị lớn và em nhỏ trao nhau một cái ôm mà dường như trái tim họ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Em là đứa em cưng yêu quý nhất của chị, Cathy thì thầm, ôm chặt lấy Elsie. Chị đã đối xử thực sự rất kinh khủng với em, Elsie. Nhưng chị sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Em sẽ chơi với chị, Clover và Chelsea bao nhiêu tùy thích, và viết ghi chú ở tất cả các bưu điện và mọi thứ khác nữa. Ôi, tốt quá, tốt quá, Elsie kêu lên. Chị mới ngọt ngào làm sao, Cathy. Em yêu chị nhất sau chị họ Helen và cha. Và... em cố vắt óc suy nghĩ xem mà cách nào để đáp lại lòng tốt tuyệt vời này. Em sẽ nói cho chị biết bí mật, nếu chị rất muốn biết, em đoán chị họ Helen sẽ cho phép em. Không, Cathy nói, đừng bận tâm về bí mật, chị không muốn em nói điều đó với chị đâu. Hãy ngồi xuống bên giường và quạt thêm cho chị đi. Không, Elsie vẫn kiên trì, giờ đây cô bé đã quyết định chia tay với bí mật quý giá, không thể chịu được khi bị ngăn lại. Chị Helen cho em nửa đô la, bảo em đưa nó cho Dubai và nói với cô ấy rằng chị ấy rất biết ơn cô vì đã nấu cho chị những món ăn ngon như vậy, và em đã làm, và Dubai thực sự rất hài lòng. Và em đã viết gửi cho chị Helen một lá thư và nói với chị ấy rằng Dubai thích nửa tờ đô la. Đó là một bí mật. Đó không phải là tờ tiền hay sao? Chỉ có điều là chị không được nói với ai về điều đó đấy nhá. Không bao giờ khi mà chị còn sống. Không, Cathy nói mỉm cười yếu ớt. Chị sẽ không nói đâu. Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, Elsie ngồi bên giường với chiếc quạt lá cọ của mình, đuổi ruồi và xua đuổi những đứa trẻ khác khi chúng nhìn trộm qua cửa. Chị thực sự thích em ở đây sao? Cô bé hỏi hơn một lần và mỉm cười thật đắc thắng khi Cathy nói ừ. Nhưng mặc dù Cathy nói đồng ý, tôi e rằng nó chỉ là một nửa của sự thật. Vì cảnh tượng em gái thân yêu dễ tha thứ, người mà cô bé đã đối xử không tử tế, khiến cô bé đau đớn hơn là vui sướng. Mình sẽ thật tốt với em ấy khi mình khỏe lại, cô bé thầm nghĩ, lăn qua lăn lại một cách khó khăn. Cô Izzy ngủ trong phòng của Cathy đêm đó. Cathy phát sốt. Khi trời sáng, bác sĩ Carr trở về. Ông thấy cô bé rất đau đớn, nóng bừng và bồn chồn, với đôi mắt mở to đầy lo lắng. Cha, điều đầu tiên là cô bé đã khóc. Con phải nằm đây đến một tuần sao cha? Con yêu, cha e rằng con phải làm như vậy đấy. Cha cô đáp, trông có vẻ lo lắng và nghiêm trang. Trời ơi, Cathy nức nở, làm sao mình có thể chịu đựng được điều này?